Các bạn download tài liệu ở trên group lớp về để chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Một phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Hiếu chưa đi nhỉ? Anh Hiếu này mai lại muộn. Bạn gì ở đây? Hai thanh niên học yếu đi rõ muộn. À, tôi vừa xem màn hình rồi các bạn ạ. Các bạn ở trên Meet nếu mà các bạn nhìn thấy âm thanh cũng như là màn hình thì các bạn gõ một đến giúp tôi nha. Ok, cảm ơn cả lớp.
Ok, chúng ta bắt đầu nha. Hôm nay chúng ta sẽ sang cái môn học mới các bạn ạ. Phần project về thiết kế giao diện là hôm trước chúng ta đã coi như là hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang học phần lập trình. Và cái ngôn ngữ mà hôm nay chúng ta bắt đầu đó chính là ngôn ngữ lập trình JavaScript. Để tôi giới thiệu qua một chút về JavaScript để các bạn có thể có cái nhìn cho nó rõ ràng hơn về JavaScript nhé. Cách đây tầm khoảng mười mấy năm ấy, mười mấy năm nhỉ, chắc tầm khoảng 13, 15 năm trước thì đâu đấy, đâu đấy. Cách đây tầm khoảng 13, 15 năm trước thì thực ra cái thằng JavaScript nó ra đời chủ yếu là cái nhiệm vụ của nó để xây dựng các hiệu ứng chuyển động trên giao diện web. Các bạn thấy các hiệu ứng chẳng hạn như các slide chuyển động này, hoặc các pop-up quảng cáo hoặc các hiệu ứng ấy, đấy, chuyển động ở trên giao diện web thì là do thằng JavaScript nó đảm nhận. Nhưng mà sau đó đến thời điểm hiện tại thì JavaScript nó trở nên quá mạnh mẽ và nó quá phổ biến rồi. Nó không chỉ là tạo nên các hiệu ứng chuyển động trên giao diện web nữa, mà nó cùng với những cái thư viện ngoài, cùng với các cái framework, nó có thể tạo ra bất cứ cái ứng dụng nào mà chúng ta mong muốn. Đó là những ứng dụng phổ biến nhất bây giờ. Có thể là frontend, có thể là backend, có thể là mobile, rồi game, AI. Nói chung là hầu như là tất cả những cái gì mà chúng ta, những hệ thống, những cái phần mềm mà chúng ta code được đều có thể sử dụng JavaScript và các cái thư viện của JavaScript. Ok không ạ? Thế cho nên là nó là một ngôn ngữ mà rất rất là phổ biến các bạn ơi, cực kỳ phổ biến rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm 2019 thì nó trở thành cái ngôn ngữ gọi là được tìm kiếm nhiều nhất rồi, nhiều nhất là toàn cầu các bạn. Được chưa? Và nó bây giờ thì trở nên quá mạnh mẽ rồi. Đối với các cái ứng dụng web tốc độ cao thì JavaScript là một sự lựa chọn hàng đầu. Có nghĩa là những cái trang web mà xử lý nhanh các bạn, xử lý nhanh. Được chưa? Những trang web mà xử lý mà các bạn thấy là nó không cần tải lại trang, người ta gọi là xử lý bất đồng bộ ấy, đấy thì nó được sử dụng vào JavaScript và các thư viện của nó. Ok chưa? Còn ở trong cái học phần này, trước khi mà chúng ta đi vào phần chuyên ngành sau này thì chúng ta sẽ có tuần này và giữa tuần sau, có nghĩa là chúng ta sẽ có tầm khoảng 5 buổi làm việc với JavaScript. Thì đây là kiến thức JavaScript, người ta gọi là kiến thức JavaScript nền tảng. Để từ đó các bạn hiểu được cái ngôn ngữ lập trình JavaScript thì sẽ có cú pháp như thế nào, làm việc ra làm sao. Được chưa? Rồi sau khi mà các bạn học được ngôn ngữ JavaScript nền tảng rồi thì từ đó chúng ta muốn đi vào lĩnh vực nào, chúng ta sẽ tìm hiểu cái thư viện ngoài của nó, chúng ta tìm hiểu các cái framework của nó, chúng ta tìm hiểu các extension hỗ trợ cho nó. Các bạn đã bắt hiểu vấn đề chưa? Đấy, như vậy là từ cái phần JavaScript nền tảng này, bạn nào mà muốn học về backend thì các bạn sẽ lên nốt. Bạn nào muốn học chuyên sâu nữa về frontend xử lý ở bên ngoài giao diện thì các bạn đi theo React. Bạn nào mà thích làm về mobile thì các bạn có thể là đi theo React Native, đi theo Flutter. Bạn nào mà thích mobile, thích game thì có thể là tìm hiểu CoCode. Nói chung là nó đều đáp ứng được hết. Các bạn đã bắt hiểu vấn đề chưa? Đấy. Thế cho nên là JavaScript thì nó là một sự lựa chọn mà mang tính chất là rất thời thượng ở thời hiện tại. Đó. Ok. Còn đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ cần học nền tảng trước đã, chưa thể cao siêu được. Muốn cao siêu thì đầu tháng tới đúng không, chúng ta sẽ đọc tiếp theo. Cuối giờ thì tôi sẽ nhắc lại một chút về cái lịch, bởi vì như tôi vẫn nói là sắp tới có song song cả Node.js và React.js, các bạn có thể đăng ký lẻ hoặc các bạn có thể làm song song, được chưa? Bây giờ tôi nói trước, lát nữa tôi nhắc lại lần nữa, đó là Node.js thì chúng ta sẽ có lịch 7 giờ tối thứ bảy và 5 giờ chiều chủ nhật. Đó là lịch của lớp Node.js. Tôi chắc lại, lịch lớp Node.js là 7 giờ tối thứ bảy tuần này và 5 giờ chiều chủ nhật tuần này. Đó là lịch của hai buổi lớp Node.js, đó là lịch cố định ạ. Còn lớp React.js đó là vào 7 giờ tối bình thường như chúng ta đã học, vào các tối thứ ba, thứ năm hàng tuần vào tuần sau. Được chưa? Có nghĩa là sau khi lớp chúng ta học xong JavaScript là chúng ta tiếp tục lên React.js. Được chưa? Còn lịch nốt là cuối tuần này là ok là học rồi. Bạn nào chỉ cần học 3 buổi, các bạn chỉ cần học 3 buổi về nốt React.js, về JavaScript ở trong tuần này, 3 buổi về JavaScript ở trong tuần này là cuối tuần các bạn có thể vào luôn được lớp nốt rồi ạ. Các bạn nhớ chưa? Đấy. Đấy,
Em ở ngoài em ơi, cho bạn ở ngoài xem được không? Bởi vì thầy sẽ phải xuống thầy xem bạn làm gì. Dạo này lười lắm, đã học yếu còn lười, chán lắm. Ok, như vậy đó là những gì mà tôi muốn nói cho các bạn về JavaScript nha. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức đi vào tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình JavaScript. Thế thì JavaScript ở đây là ngôn ngữ ban đầu khởi thủy là nó chạy ở phía client các bạn ạ. Nó chạy ở phía client. Thế cho nên là không cần con server hay không cái gì cả, các bạn cứ làm việc với chữ pháp HTML bình thường thôi. Các bạn còn nhớ buổi trước chúng ta có những pháp HTML để làm việc với project đúng không? Thích các bạn tạo thêm cho tôi một pháp HTML nữa. Ok. Là gì cũng được, còn không ấy, xóa trắng cái code của bạn đi. Các bạn viết luôn vào, và tôi nghĩ chắc bạn tiếc đúng không? Chắc các bạn không làm điều này ạ. Rồi, chúng ta tạo một file mới nhé. Open cái project của chúng ta lên. Lớp 27 đúng không ạ? Rồi, hôm trước chúng ta có file là index gì gì đó đúng không? .html phải không ạ? Đây là cái project hôm trước chúng ta làm này. Thì tôi thì tôi lười xóa các bạn, thì tôi sẽ viết đại ở trong này luôn đó các bạn ơi. Viết đại luôn. Index.html ha. Tôi sẽ sử dụng lại luôn cái thằng này các bạn. Còn tôi nghĩ thì các bạn chắc có lẽ là nên tạo một cái file mới. Ai thích tạo file mới nhá. File mới nhá. Chúng ta sẽ tạo một cái file mới đi. Ex nha các bạn ơi. Ex thì tắt được exe nhá. .html. Ok chưa? Đấy, các bạn tạo tôi file mới. Và đương nhiên thì nó chỉ là file HTML thuần túy thôi. HTML thuần túy thôi các bạn ơi, không có gì cả. Ok chưa? Đấy. Các bạn tạo giúp tôi file HTML đi ạ. Để chúng ta bắt đầu làm việc với JavaScript. Bạn tạo giúp tôi đi ạ. Tạo xong chưa? À, công việc đơn giản á, tạo đi, tạo tôi HTML nhá. Nào. Thế thì các bạn lưu ý là để viết code JavaScript ở trong HTML ấy, các bạn phải tạo cái vùng làm việc, chứ không phải các bạn thích viết là viết đâu ạ, phải viết trong cái vùng làm việc của nó. Được chưa? Mà cái vùng làm việc của JavaScript thì các bạn sửa cho tôi. Script. Được chưa? Đấy. Đây chính là vùng làm việc với JavaScript. Thế cái vùng làm việc này các bạn ạ, cái vùng làm việc này này các bạn có thể viết nó ở trong phần body, các bạn có thể đặt nó ở trên cùng của văn bản HTML, dưới cùng của văn bản HTML, ở trong phần head của văn bản HTML, nói chung là ở đâu cũng được, ở đâu cũng được, tùy thuộc vào cái code JavaScript của các bạn. Xin lỗi nhé. Tùy thuộc vào cái code của JavaScript của bạn xử lý cái gì, chúng ta sẽ chọn ra những cái vùng để chúng ta viết cho nó phù hợp. Xử lý cái gì có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là nếu như mà các bạn mà đặt cái mã JavaScript ở trên đầu, có nghĩa là cái lệnh JavaScript nó sẽ chạy hết, chạy xong thì giao diện các bạn mới được tải. Bởi vì cái nguyên tắc xử lý của chúng ta mà chúng ta học đấy, nguyên tắc xử lý gọi là xử lý đồng bộ đấy. Được chưa? Đó là gì? Đó là cứ xử lý từ trên xuống dưới. Như vậy các bạn đặt JavaScript ở trên cùng thì nó sẽ xử lý hết JavaScript xong thì nó mới xử lý đến cái giao diện. Được chưa? Ok không? Ngược lại các bạn đặt cuối thì giao diện phải tải tải đến hết thì JavaScript nó mới chạy. Thì tôi ví dụ như này, chẳng hạn như là tôi có một đoạn JavaScript như này là điều khiển cái pop-up. Các bạn ạ, điều khiển một cái pop-up. Có nghĩa là khi một cái pop-up xuất hiện thì nó sẽ có hiệu ứng gì đó để nó hiển thị ra, nó che hết màn hình đi. Khi bạn bấm vào thì nó lại ẩn đi và nó hiển thị màn hình ra. Như vậy là cái đoạn này là đoạn gì mà điều khiển pop-up. Thế thì các bạn biết rồi là cái pop-up phải có thì thằng này mới điều khiển được, đúng không ạ? Mà phải có thì giao diện phải tải lên hết thì các bạn mới hiển thị được cái code HTML của cái pop-up ấy. Có hiểu chỗ này chưa? Chứ các bạn hiểu vì sao mà chúng ta lại có những đoạn code JavaScript để đặt cuối cùng chưa? Là để gì? Giao diện phải tải lên đến hết thì bắt đầu thằng này chạy nó mới có tác dụng chứ. Bởi vì tôi điều khiển giao diện mà, được chưa? Rồi ngược lại là gì nhỉ? À, JavaScript đặt đầu tiên là gì? Đặt đầu tiên khi mà chúng ta cần những cái giải thuật, những cái bài toán, tính toán trung gian phải xong trước, rồi từ cái đó chúng ta mới bắt đầu có những cái tiếp tục với giao diện. Thì chúng ta phải xử lý bài toán đó đầu tiên thì ta đặt trên cùng, bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy, còn những cái gì mà đặt ở trong phần heap thì ngay từ buổi 1 HTML tôi nói rồi, những cái gì mang tính chất là gì các bạn, thư viện hoặc là khai báo thì chúng ta đặt ở đây. Còn nếu như mà đặt ở trong phần body thì khả năng cao có lẽ là cái đoạn script đó nó sẽ cần xử lý song song cùng với giao diện, ok không ạ? Thì qua từng cái buổi thì tôi sẽ nói kỹ hơn cho các bạn với qua các bài tập và ví dụ nhé. Ok
Còn bây giờ chắc chắn chúng ta sẽ phải lựa chọn một cái vị trí nào đó để chúng ta viết code chứ nhỉ. Bạn thích viết ở đâu? Tôi hỏi thế thôi chứ tôi nghĩ chắc chắn các bạn sẽ thích viết ở body, bởi vì nhìn nó có vẻ như là thoáng mát nhất đúng không nhỉ? Ok, ta sẽ chọn body là cùng không gian mà nó rộng rãi đúng không, quen thuộc để chúng ta viết nhé. Rồi, khi bắt đầu vào ngôn ngữ lập trình, tôi biết ở trong lớp có rất nhiều bạn đã từng học qua rất nhiều ngôn ngữ rồi, nhưng bây giờ tôi vẫn giảng lại từ đầu, từ ABC, vì có nhiều bạn là cũng chưa học qua đâu. Thì khi mà chúng ta học một cái ngôn ngữ lập trình bất kỳ nha, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp cận từng cái khái niệm người ta gọi là các cái lệnh. Bởi vì đối với ngôn ngữ lập trình ấy, các bạn muốn làm gì ấy, thì các bạn sẽ phải dùng các câu lệnh để các bạn làm, chứ không phải là ta viết ra là nó sẽ thực thi, được chưa? Câu lệnh, mà cái câu lệnh đầu tiên khi mà chúng ta học lập trình là cái câu lệnh mà gọi là xuất cái nội dung nào đó ra bên ngoài chính trình duyệt, hay còn gọi là xuất cái kết quả ra bên ngoài màn hình, đúng không nhỉ? Đấy, cái câu lệnh đầu tiên khi mà chúng ta học lập trình bao giờ cũng thế, đa phần là người ta sẽ dẫn chúng ta cái cách mà xuất cái nội dung với kết quả đó ra bên ngoài, đúng không? Ok, chúng ta để xuất một nội dung bất kỳ ra bên ngoài, các bạn sử dụng tôi câu lệnh đó là document write, document write, được chưa? Document write. Và trong cặp dấu ngoặc tròn của write, các bạn sử dụng cho tôi cặp dấu nháy. Tôi nói dấu nháy có nghĩa các bạn là có thể sử dụng dấu nháy đơn hoặc là nháy, nháy kép đều ok, được chưa? Và trong cặp dấu nháy này chính là nội dung mà các bạn muốn xuất ra bên ngoài, đúng không? Bây giờ tôi sẽ chạy thử cái thằng ex.html đã, rồi sau đó tôi sẽ viết cái hàm nó sau nhé các bạn nhé. Có 27 đâu nhỉ? Ở đây là nốt. Đây, xem. Hiện tại thì chưa có gì đúng không? Bây giờ tôi sẽ xuất nội dung đó là xin chào các bạn chẳng hạn, đúng không? Đấy, rồi, ra ngoài tôi hiển thị nhá. Ok chưa? Đấy. Thế thì ở trong lập trình các bạn ạ, trong cái chương trình chúng ta có thể có nhiều câu lệnh chứ không phải chỉ có một câu lệnh như thế này, đúng không? Có thể có rất nhiều câu lệnh và nó quy ước là mỗi một câu lệnh sẽ phân cách với nhau ở dấu chấm. Chắc phải. Ok chưa? Nào, tôi sẽ nói thêm một chú ý này. Ngôn ngữ lập trình JavaScript nó bảo các bạn có thể sử dụng nhiều câu lệnh, mỗi câu lệnh phân cách với nhau bởi dấu chấm. Chắc phải. Được chưa? Hoặc có thể không cần chấm phẩy. Đó là một cái đặc thù rất đặc biệt trong lập trình JavaScript. Ok không ạ? Như vậy đối với ngôn ngữ lập trình JavaScript, chúng ta có thể có nhiều câu lệnh và các câu lệnh đó có thể có dấu chấm phẩy để phân cách hoặc là không, không dùng. Các bạn thích theo trường phái nào? Theo trường phái nào? Tôi khuyên các bạn nên dùng dấu chấm phẩy. Bởi vì trong cái lộ trình full stack của bạn, đa phần các ngôn ngữ còn lại, đa phần các cái kiến thức khác nó dùng dấu chấm phẩy. Nếu như các bạn mà đi theo Python chẳng hạn thì ok, bởi vì Python nó cũng sẽ không có dấu chấm, dùng dấu chấm phẩy. Nhưng mà nếu như các bạn đi theo các cái ngôn khác thì tôi khuyến khích các bạn nên dùng, bởi vì đa phần các ngôn ngữ khác nó dùng dấu chấm phẩy. Cho nên các bạn học ngôn ngữ này không có, ngôn ngữ kia lại có, thì tôi chắc chắn rằng là có thể trong một lúc nào đó các bạn sẽ bị thiếu dấu hoặc là thừa dấu, đúng không ạ? Bởi vì ngôn ngữ này chúng ta lại phải nhớ cho dấu phẩy, không phải vào ngôn ngữ kia chúng ta lại phải nhớ bỏ nó đi, đúng không? Thế thay vì như thế nó bảo chúng ta là được hoặc không, thì chúng ta hãy cố gắng chọn cái cách nào mà chúng ta đừng có tạo ra sự khác biệt đối với những thằng khác nữa. Ok chưa? Đấy, tôi code như thế nào à? Ok, tôi sẽ code có dấu chấm phẩy. Tôi có dấu chấm phẩy. Bạn hiểu chỗ này không ạ? Đấy. Nó bảo là được phép hoặc không. Mà nó cũng không nói là cái thằng nào ưu tiên hơn cả đâu. Nó cho các bạn tự quyết định. Được chưa? Được quyết định. Nếu như các bạn chỉ code JavaScript trọn đời, ok, chúng ta có thể bỏ dấu phẩy đi cho đỡ thêm một thao tác. Được chưa? Nhưng mà chắc chắn tôi không nghĩ các bạn sẽ code JavaScript trọn đời đâu. Biết đâu các bạn học xong, các bạn đi làm việc, người ta lại bắt các bạn code PHP. Đấy là chuyện bình thường ha. Rồi ạ. À. Thế thì các bạn lưu ý một cái thông tin nữa này. Đó là việc mà xuất nội dung ra màn hình ở này. Các bạn biết nội dung này là dạng gì không ạ? Dạng text đúng không ạ? Dạng text, dạng chữ ấy, đúng không? Thì cái nội dung mà chúng ta xuất ra bên ngoài ấy, không chỉ dạng text đâu các bạn, mà nó cho phép các bạn xuất ra cả một cấu trúc HTML luôn. Cấu trúc HTML. Đây tôi thử các bạn xem này. Đúng không ạ? Đấy, tôi đang xuất ra một cái cấu trúc và lẫn lộn cả thẻ HTML, H1 và text này. Ok chưa? Đấy, cho phép chúng ta in ra cả một cấu trúc HTML.
được chưa? Bởi vì thằng này là H1 cho nên nó có cái hiệu ứng xuống dòng, đúng không bạn? Cái thằng này đang trên một dòng, đang trên dòng. Tôi cho các bạn 1 phút để các bạn chép ví dụ này, để các bạn muốn. Chưa, cái ngồi ghi ghi chép chép cái gì đấy, đã gõ chưa? Bạn gõ chưa? Nó phép nha. Hôm trước bảo em xong rồi, dự án được xong rồi không? Ra kiểm tra phát xài linh tinh hết cả lên, định gấp máy tính chuồn không được. Về phải đặt lại nha, làm xong chưa? Có đặt lại không? Giờ lại lôi ra kiểm tra. Đấy, đơn giản là chúng ta xuất nội dung ở trong JavaScript thì nó chỉ có thế thôi các bạn. Chắc có gì ghê gớm cả. Không có gì ghê gớm. Ok. Tiếp tục một tí nữa các bạn ạ. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục một chút xíu nữa. Thì ngoài cái việc xuất nội dung ra ngoài màn hình ấy, thì ở trong lập trình JavaScript các bạn ạ, ở trong lập trình JavaScript nó có một số các cái thông báo, nó số một số các hộp thoại. Hộp thoại này thì thực sự là nó cũng không yêu cầu chúng ta bắt buộc phải dùng, dùng nó thì cũng không không phổ biến lắm đâu, nhưng mà chúng ta cũng phải nên biết bởi vì trong một số tình huống thì nó cũng khá là tiện lợi. À, nó qua một chút này, các bạn vẫn sử dụng cái quy tắc common code, có nghĩa là đóng các code của chúng ta lại giống như là HTML, CSS thôi, có nghĩa là bôi đen và Ctrl Ctrl xuyền, bôi đen và Ctrl xuyền, được chưa? Bộ đen cắt chuột xuyệt nhé. Rồi, bộ đen cắt chuột xuyệt luôn đi. Nào, một số các cái hộp thoại ở trong lập trình JavaScript. Hộp thoại đầu tiên là hộp thoại alert, cú pháp alert. Cú pháp là alert. Và trong này là cái nội dung mà các bạn muốn thông báo hoặc là cảnh báo, cũng là cặp dấu nháy nhé. Ví dụ chẳng hạn như là xin chào các bạn. Alert. Nào, mình cùng nhau xem điện thoại alert nó hiển thị như nào nhé. Bạn thấy không ạ? Đấy. Bạn bấm OK hoặc bạn bấm ra ngoài, bạn bấm OK hoặc bạn bấm Escape thì nó sẽ tắt đi. Đấy. Alert. Hộp thoại alert này là hộp thoại mà tương tác một chiều, có nghĩa là nó thông báo và các bạn chỉ có thể là tắt nó đi thôi. Ok ạ. Hộp thoại thứ hai đó là hộp thoại Chrome. Chrome cũng là cặp dấu nháy, trong này cũng là cái nội dung mà các bạn muốn truyền đạt. Chẳng hạn như tôi sẽ có là tên bạn là gì. Hộp thoại này là hộp thoại tương tác hai chiều giữa mình và nó. Nào, nhìn này, tên bạn là gì, và nó kèm theo một cái textbox cho phép các bạn phản hồi lại cái nội dung mà các bạn muốn, được chưa? Ví dụ chẳng hạn như là Nguyễn Văn A, ok chưa? Văn A đấy. Thế thì khi mà các bạn nhập Nguyễn Văn A hay nhập bất cứ cái nội dung gì ấy thì cái nội dung đó nó sẽ lưu hay còn nó trả cho thằng Chrome. Và bây giờ tôi kết hợp với bạn xem này, tôi kết hợp với bạn nào, các bạn hiểu chỗ này không ạ? Khi ứng dụng chạy, được chưa? Khi ứng dụng chạy thì bắt đầu là nó sẽ chạy thằng đọc một line trước, đúng không? Làm gì các bạn? In, in, đúng không? Thế thì lúc này khi mà in bắt đầu vào trong đây để lấy nó cái nội dung in thì lấy cái thằng này thì lại gặp thằng Chrome, và thằng Chrome nó chạy. Tên bạn là gì? Các bạn nhập vào giá trị cho hộp thoại Chrome và lúc này các bạn thấy nó sẽ in ra cái giá trị mà Chrome nhận được, chính là giá trị mà các bạn vừa mới nhập vào, đúng không? Nào, tôi chạy này.
Đấy, tên bạn là gì đúng không? Ok, tên tôi là Nguyễn Văn A chẳng hạn. Rất hiểu chưa? Đấy, đây là những cái luồng xử lý rất là cơ bản đầu tiên để các bạn bắt đầu hiểu được à ngôn ngữ lập trình nó sẽ hoạt động kiểu kiểu như thế nào. Được chưa? Hộp thoại ở trong nốt ở trong 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 JavaScript thì nó có thêm một vài hộp thoại nữa mà chúng ta sẽ tìm hiểu nó ở trong những cái phần sâu hơn, phần cao cấp hơn React hoặc là nốt. Được chưa? Còn JavaScript chỉ cần thế thôi để chúng ta làm bài tập thôi ha. Đây, tôi nói lại về cái gọi là cái trình tự xử lý của nó nhé. Khi các bạn chạy thì thằng document while sẽ chạy đầu tiên, đây chính là cái hàm in, và nó sẽ tìm cái nội dung bên trong nó để nó in, và nó tìm tới thằng này để nó in. Thế thì tìm tới thằng này thì không có sẵn mà thằng này phải phải chạy để lấy dữ liệu đúng không, và thằng này bắt đầu chạy lên, chạy vào Chrome lên để cho các bạn nhập vào, và nhập thì bắt đầu lúc này nó mới có, nó có thì thằng document while này mới mới in được. Ok chưa? Đấy, cái trình tự của nó là như vậy, không có gì cả, nó rất là easy. Đấy, các bạn có thể test thử, cho các bạn 1 phút để test thử cái ví dụ này vào. Các bạn ở trên Meet ơi, những cái lý thuyết vừa rồi, những cái ví dụ vừa rồi các bạn có hiểu được không ạ? Nếu hiểu các bạn gõ một đi giúp tôi nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok ạ. Các bạn mà không hiểu thì các bạn phải 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 nói để tôi biết nhá. Bởi vì hôm nay chúng ta bắt đầu sang phần lập trình rồi. Thì tôi đánh giá là đây là cái phần mà nó sẽ khó hơn phần thiết kế. Đấy, khó hơn phần thiết kế giao diện mà trước đó chúng ta đã từng làm việc. Ok ạ. Thì đây chỉ là những kiến thức rất cơ bản về JavaScript đầu tiên thôi, người ta gọi là một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng lúc đầu đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức đi vào tìm hiểu những kiến thức thực sự của lập trình. Được chưa? Nào, nội dung hôm nay chúng ta sẽ học những lý thuyết sau. Bạn có thể mở tài liệu của tôi viết đầy luôn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về biến. Hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu. Ba, chúng ta sẽ tìm hiểu về toán toán tử. Đấy, nội dung này mình chạm đúng ba phần này nhưng mà có rất nhiều phần con đúng không? Toán tử thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái toán tử như là toán tử gán, toán tử nối, toán tử số học, toán tử so sánh, toán tử logic, toán tử kết hợp. Đấy, kiểu dữ liệu thì chúng ta sẽ tìm hiểu về rồi, kiểu dữ liệu thì chẳng có gì cả, lát nữa nói qua vài cái là xong. Đây, nội dung này đây, các bạn không cần phải chép đâu, cái này toàn bộ có trong tài liệu hết rồi, chẳng qua tôi viết cái sườn để tôi giảng dạy các bạn tiện theo dõi thôi nhé. Ok chưa? Thế nha. Đấy, tôi xóa phần trên đi, về phần trên tôi coi là một phần gọi là vui vẻ các bạn một chút xíu lúc đầu thôi. Được chưa? Nào, bây giờ mới chính là biến. Biến là gì? Thế thì nó định nghĩa biến như này các bạn này. Biến là một đoạn mã ngắn. Biến là một đoạn mã ngắn được sử dụng để lưu trữ giá trị trong quá trình tính toán. Đấy. Các bạn ngày xưa bạn học ở chương trình phổ thông các bạn đã nghe tới khái niệm về biến chưa? Ủa, quá nhiều rồi đúng không nhỉ? Đấy, nó sử dụng để lưu trữ các giá trị phải không các bạn? Để tính toán đúng không? Thì trong lập trình cũng thế. Biến nó rất đơn giản thôi, nó là đoạn mã ngắn để lưu trữ giá trị trong quá trình tính toán. Để tôi ví dụ như này, tôi có một cái bài toán, một cái ứng dụng đi, nói từ bài toán thì nghe chừng hơi toán học, một cái ứng dụng đi cho giống lập trình, một ứng dụng nhỏ, tôi có một cái ứng dụng nhỏ đó là yêu cầu người dùng đúng không, là nhập vào hai số bất kỳ đấy, và công việc của chúng ta đó là khi mà người ta nhập vào hai số thì chúng ta cần phải trả về cho người dùng một cái kết quả đó là tổng của hai số đó bằng bao nhiêu. Các bạn đã hiểu cái ứng dụng đơn giản chưa? Đấy, cũng là dùng nhập hai số bất kỳ, chúng ta sẽ trả lời cho họ biết tổng hai số bao nhiêu, được chưa? Thế thì ứng dụng này chúng ta sẽ cần phải gì các bạn? Nhận vào hai giá trị, số thứ nhất và số thứ hai của người dùng đúng không? Đấy, thế thì muốn nhận được thì các bạn phải có cái gì mới nhận được nó? Phải có cái biến đúng không? Có cái biến để lưu nó với các bạn. Bạn đã hiểu ý nghĩa của biến chưa? Đấy, và sau khi mà tính toán được xong chúng ta ra kết quả, chúng ta đã phải có cái biến để lưu lưu kết quả ấy. Cái kiểu kiểu nó là như thế, được chưa? Để đơn giản vậy thôi mà. Thế thì bây giờ lát nữa các bạn sẽ hiểu được cái biến khai báo như nào rồi dùng ra sao. Thế bây giờ các bạn cứ hiểu nôm na biến nó là như vậy đã.
Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến cái việc đó là khai báo biến ở trong lập trình JavaScript sẽ như thế nào, được chưa? Nào, để khai báo biến ở trong lập trình JavaScript, bạn sử dụng cho tôi từ khóa va. Đấy, từ khóa va. Sau đó là đến tên tên biến. Được chưa? Khai báo biến cũng là một lệnh, cho nên các bạn khai báo xong thì các bạn cũng chấm phẩy cho tôi cả. Ok, đấy. Khai báo biến nhé. Được chưa? Thế thì cái tên biến này các bạn này, nó phải có quy tắc đặt tên chuẩn, chứ không phải thích viết gì thì viết. Ok, quy tắc đặt tên chuẩn nó phát biểu như này các bạn này. Tên biến này. Tên biến, cái ký tự đầu tiên đấy các bạn ạ, bắt buộc các bạn phải sử dụng chữ cái hoặc là dấu gạch dưới. Ok chưa? Ký tự đầu tiên bắt buộc phải là chữ cái hoặc dấu gạch dưới, chữ cái gì cũng được. Từ ký tự thứ hai trở đi, nó bổ sung thêm cho các bạn chữ số. Muốn dùng thì dùng, không dùng thì thôi, không bắt buộc. Các bạn có hiểu không? Ví dụ chỗ này là gì? À, B10 rồi lại chữ cái, các kiểu, kiểu. Đấy, hoặc là không dùng ạ. Đấy, đây đều là những tên biến hợp lệ. Ok chưa? Đây đều là những tên biến hợp lệ. Bạn có hiểu chỗ này không ạ? Còn nếu như tên biến mà là từ ghép, đây, tên biến mà là từ ghép, thì các bạn phải phân cách giữa các từ đó bởi dấu gạch. Ok chưa? Hả? Liên thì khó đọc. Liên thì khó đọc. Đúng không? Liên thì khó đọc. Liên thì mình không hiểu được. Cái quy tắc này là quy tắc không bắt buộc các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta có nên làm không ạ? Quá phải nên làm chứ đúng không ạ? Làm sao chứ chúng ta có những tên biến dài lắm các bạn ạ, mà lại bằng tiếng Anh nữa. Đấy, chúng ta mà không phân cách thì chúng ta không không biết được là tên biến đó là cái gì. Mà tên biến đó là cái gì mà chúng ta không biết được thì lúc mà chúng ta dùng lại chúng ta không biết nó lưu cái gì. Bạn hiểu chưa? Đấy. Và bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn dễ hiểu luôn. Ví dụ như tôi có một biến số nguyên. Đấy, biến số nguyên các bạn. Các bạn nhìn xem có đúng cái biến song nguyên không ạ? Đúng không? Đấy, các bạn mà không gạch dưới thì thực sự là các bạn sẽ có rất là nhiều cách dịch. Đúng không nhỉ? Cho nên là nếu mà chuẩn thì nó phải là như thế này. Đúng không? Số nguyên. Phải thế chứ. Được chưa? Rồi cái biến số thực chẳng hạn. Đúng không? Thế thì đây là khai báo biến mà không hề có giá trị. Ngoài ra các bạn có thể khai báo biến mà có luôn giá trị. Như vậy biến số nguyên là bằng mấy các bạn? Bằng 10, các bạn có luôn giá trị 10 cho nó. Được chưa? Hoặc là biến số thực 3,14. Ở trong lập trình, cái phần thập phân đấy các bạn ạ, là phân cách bởi ký tự chấm, chứ không phải là ký tự phẩy giống như là trong toán học chúng ta hay viết nha. 3,14 thì các bạn viết rồi là 3,14. Ok chưa? Số nguyên, số thực. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trả lời một câu hỏi. Khi nào thì khai báo biến không gán giá trị? Khi nào thì khai báo biến gán giá trị? Các bạn nào trong lớp có thể là trả lời được không? Khi nào thì khai báo biến không gán, mà khi nào thì khai báo biến sẽ gán ngay? Thay đổi à? Thay đổi à? Không phải. Bản thân biến là giá trị nó chắc chắn sẽ thay đổi rồi. Đấy, lát nữa tôi sẽ nói cho các bạn về cái khái niệm về biến. Bản chất của biến, đã nói là biến thì cái giá trị của nó sẽ là thay đổi trong cái tình lý toán rồi. Chứ không có biến nào mà giá trị không thay đổi cả. Bạn nào muốn trả lời ạ? Linh ạ. Có biết khi nào thì dùng được thì biến khai báo rồi gán, và khi nào thì biến khai báo chưa cần gán không? Em nghĩ là biến mà cần gán giá trị khi mà muốn xác định luôn là kiểu loại của nó, kiểu loại của biến đấy là gì ạ? Không hẳn đâu. Nếu mà chúng ta học lập trình C thì có vẻ như là chúng ta sẽ quan tâm đến cái này, chứ còn đối với lập trình JavaScript hay PHP thì nó lại không quan tâm lắm đến kiểu dữ liệu đó các bạn ạ. Nó không khai báo kiểu dữ liệu mà. Đây là cái ngôn ngữ lập trình mà nó không khai báo kiểu dữ liệu. Đấy, nó không cần khai báo kiểu dữ liệu. Không
Có vẻ như là ổn đấy, ổn đấy. Đây đây, các bạn chú ý này, khi một cái nguyên tắc ấy, cái nguyên tắc mà chúng ta xây dựng một ứng dụng thì bao giờ cũng thế, cái việc đầu tiên là các bạn sẽ khai báo biến, rồi sau đó chúng ta mới code logic giải thuật ở phía dưới và các bạn biết hết rồi code logic giải thuật. Các bạn biết vì sao? Giống như bây giờ tôi nói các bạn đơn giản thôi, là các bạn sao ạ, các bạn đi làm cũng thế, thì cái việc đầu tiên ấy, các bạn vào công ty là các bạn làm gì, các bạn phải điểm điểm danh để biết được hôm nay những ai đi làm, những ai không đi làm, để còn gì các bạn, để còn phân công công việc ấy. Hôm nay bộ phận này đủ rồi, làm kế hoạch đi thôi, bộ phận này thiếu bổ sung người mới đủ để làm, đúng không ạ? Thì ứng dụng cũng thế, khi các bạn chuẩn bị, các bạn xây dựng ứng dụng thì công việc các bạn cần phải khai báo đủ tất cả những cái biến tham gia vào xây dựng cái ứng dụng này, để chúng ta biết được là ứng dụng này sẽ có những thằng này, thằng này tham gia. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Đó, thế thì khi mà các bạn liệt kê ra hết tất cả các biến tham gia vào xây dựng của cái ứng dụng thì có thể cái biến ngay ở phía dưới nó đã phải sử dụng để nó tính toán này, đúng các bạn? Các bạn đồng ý điều này không ạ? Ví dụ như tôi nói đơn thuần thôi, đó là cái gì các bạn, đó là cái thằng tính tổng thì ST1 ST2 là phải dùng để nhận ngay rồi, nhưng thằng kết quả chắc còn phải tính toán chán mới ra kết quả, đúng không các bạn? Bạn hiểu chỗ này chưa? Cho nên khi khai báo biến có những biến ngay phía dưới là các bạn cần phải dùng tới giá trị của nó ngay rồi, được không ạ? Nhưng cũng có những biến mà chúng ta chưa dùng ngay, chắc là tầm vài chục vài trăm dòng sau chúng ta mới cần dùng đến nó. Thế thì nếu như mà cái biến nào ấy các bạn cũng cứ khai báo rồi gán giá trị thì lúc này hệ thống nó sẽ phải cung cấp ra những cái ô nhớ để nó lưu trữ cái giá trị đó trong khi nó chưa có dùng tới. Các bạn có hiểu chỗ này không ạ? Đấy, ví dụ như tôi có 5 cái biến, tôi đều khai báo và gán hết giá trị thì nó phải sử dụng một cái lượng bộ nhớ để nó lưu hết 5 giá trị của thằng này chứ, đúng không? Trong khi đó là dùng có mỗi 2 thằng thôi, dùng chán đi, code rồi chạy 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 tầm khoảng 1.000 dòng, 3 thằng tiếp theo mới cần dùng tới. Như vậy là 3 thằng này chiếm một lượng ô nhớ quá nhiều trong cả quá trình xử lý, đúng không các bạn? Thế cho nên là gì, các bạn chỉ khai báo thôi, đừng có gán, bắt đầu dùng nó tới phần phía dưới bắt đầu chúng ta gán gán sau. Các bạn đã hiểu cái cách mà khai báo biến chuẩn trong một cái ứng dụng chưa? Đã hiểu không? Để tối đa hóa bộ nhớ đấy ạ, tối ưu bộ nhớ ấy. Nếu bài toán bé thì các bạn khai báo từ lưa ok không vấn đề gì cả, nhưng mà bạn vào những bài toán rất là lớn sâu thì bắt đầu các bạn phải có một cái tư duy như vậy, ok chưa? Bạn ở trên mít ơi, các bạn có hiểu chỗ này không ạ? Hiểu cách mà sử dụng biến khi nào mà chúng ta khai báo hoặc là khi nào chúng ta gắn giá trị không ạ? Đấy, cái vấn đề chúng ta nó là như thế, cái tư duy là như vậy nha các bạn nhé. Rồi, như vậy là tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn cách thức là gì nhỉ? Khai báo biến, đặt tên biến cũng như là lưu trữ giá trị cho biến, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần cũng không có phức tạp bao nhiêu cả, đó là chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ xuất ra giá trị của biến. Ví dụ, biến số nguyên lưu trữ giá trị là 10. Bây giờ tôi muốn xuất ra cái giá trị 10 thì các bạn chỉ cần in ra tên tên biến, được chưa? Muốn xuất ra giá trị của biến các bạn chỉ cần in ra tên tên biến, document right ra biến số số nguyên, được chưa? Ok không? Đó, dễ mà. Được chưa? Nào, bây giờ bạn nào có thể làm được cho tôi một cái ví dụ nho nhỏ sau này. Làm được cho tôi một cái ví dụ nho nhỏ sau này. Khi tôi chạy ứng dụng một cái, tôi chạy ứng dụng một cái các bạn ạ. Nào nào nghe này, khi tôi chạy ứng dụng một cái thì làm sao ạ? Thì cái ứng dụng bắt đầu nó hiển thị một cuộc thoại Chrome, còn nhớ tại Chrome không? Đấy, tôi tắt 2 chiều ấy, tôi hỏi tên bạn là gì? Tôi nhập là Nguyễn Văn A. Xong chưa? Tôi bấm ok. Nó lại tiếp tục hiển thị một hộp thoại Chrome tiếp theo. Tôi hỏi bạn bao nhiêu tuổi? Ok, tôi đồng ý thôi, tôi nhập vào 20, tôi bấm ok. Nó lại hiển thị hộp thoại Chrome thứ ba. Nó hỏi tôi là bạn sống ở đâu? Bực mình quá, tôi gõ HN. Ok chưa? Tôi bấm ok. Nó hiển thị Nguyễn Văn A trên một dòng. 20 là tuổi đấy. Dòng tiếp theo. HN là nơi sống đấy. Dòng tiếp theo nữa. Các bạn hiểu cái ứng dụng của chúng ta chưa? Nào bạn đã làm được, giơ tay đọc luôn. Kể cả các bạn trực tiếp này, các bạn chỉ biết ạ. Đây chỉ là một ví dụ thôi các bạn ạ, đây chỉ là một ví dụ không phải là bài tập. Thế cho nên là tôi cần các bạn để số nhanh một chút nào. Chạy ứng dụng hiển thị loại Chrome thứ nhất để nhập
thông tin nhất, ok cái lại hiển thị ô tại Chrome thứ hai, nhập thông tin thứ hai, ok cái lại hiển thị ô tại Chrome thứ ba, nhập thông tin thứ ba, ok phát hiển thị kết quả nhập vào, mỗi kết quả đó nằm trên một dòng. Em làm được không? Thử phát nhỉ, nào. Và tên các bạn ạ, bạn ấy sẽ quyết định lưu thông tin hộp thoại nhập vào Chrome vào cái biến tên nhé. Ok, bằng Chrome đúng không? Rồi, như vậy là người dùng người ta mình nhập cái gì vào đây ấy, là sẽ lưu Chrome và sẽ gán cho thằng thằng tên, được chưa? Ok, tên bạn là gì nhá? Rồi, và tiếp đúng không? Thì sẽ nhân nó ra nhá. Tuổi nhỉ? Bạn bao nhiêu tuổi đúng không? Rồi. Địa chỉ mình sẽ khai báo như này nhá. Ok. Bạn sống ở đâu nhá? Rồi. Nào, đợi thêm một chút để thầy giải cho các bạn các. Chắc chắn khi bạn chạy nó sẽ hiển thị ba cái Chrome. Đồng ý với tôi điều này không ạ? Và mỗi lần các bạn nhập vào nó sẽ lưu vào tên, đi vào tuổi, đi vào địa chỉ, các giá trị mà các bạn nhập vào từ Chrome. Có đồng ý điều này với tôi không? Ok chưa? Ok không ạ? Rồi, như vậy đến đây là hiểu chứ? Đấy, ok. Nào, bây giờ em định làm gì nữa? Document. Document là gì các bạn nhỉ? Là bắt đầu in ấy. Tên. Rồi, là ra tên này. Tương tự làm với nào yên và nơi nơi sống đúng không? À, địa chỉ ở thảo nào có thể gợi ý xong chưa? Thầy yêu cầu là mỗi thông tin nằm trên một dòng thôi nha, không còn. Nào, chúng ta cố gắng vận dụng kiến thức HTML vào trong này nào. Nào, để thầy gợi ý này, khi mà chúng ta chạy đây nha, thôi được rồi, để thầy chạy để các em thấy được đã, thấy là không đúng đã rồi bắt đầu chúng ta sẽ sửa sau nha. Tên bạn là gì này, đúng không? Nguyễn Văn A. Ờ, Nguyễn Văn thật chết rồi, thiếu rồi, 20 này. À, HD này. Thấy chưa? Thế thì bây giờ khi mà chúng ta in xong được tên, thì bây giờ mình cần phải xuống, xuống dòng, xuống dòng HTML đó, thẻ gì các bạn? Thẻ H ạ, thẻ P. Thẻ PR ấy ạ. À? Đúng không ạ? Như vậy bây giờ nó đang rất cần một cái thẻ thẻ BR. Đúng rồi. Chúng ta cố gắng chúng ta vận dụng những kiến thức nào mà chúng ta vừa mới học thôi. Ok không ạ? Chuẩn chưa cả lớp? Chúng ta có thể xuất ra nội dung dạng text hoặc là một cấu trúc HTML gì nữa, gọc ngay đầu tiên xong, đồng ý không ạ? In ra giá trị tên, in ra thẻ BR để xuống dòng, in ra tuổi, in ra BR xuống dòng, rồi in ra địa chỉ. Chỉ hết rồi, không cần xuống dòng nữa. Ok, chạy thử đã, nếu được thì các bạn có thể xem xong. Nguyễn Văn A, 20 tuổi, Hà Nội. Ok chưa? Đấy. Một cái ví dụ rất đơn giản kết hợp cái gì các bạn? Thoại trong JavaScript và biến đó mới học có mấy mấy phút thôi cũng nghịch nghịch được cái vơ vẩn vẩn rồi đúng không? Là như vậy. Để các bạn làm vào giúp tôi nha, cho các bạn 2 phút.
làm cẩn thận vào nhá các bạn ơi, làm cẩn thận vào nhá. Tranh thủ các bạn đang làm bài, tôi lại xin nhắc lại một chút. Cái này là cái thông tin không liên quan đến chương trình, không liên quan đến cái kiến thức đâu. Các bạn cứ làm bình thường thôi. Đó là lớp này của chúng ta đa phần là 100% gần như là tối ưu, chỉ có một vài bạn học nốt thì tôi không nói. Đa phần là lớp của chúng ta cả online, offline này là đi lên VHS. Có nghĩa là thứ 5 tuần sau chúng ta sẽ chính thức học sang VHS buổi 1. Các bạn nhớ nha. Đấy. Thứ 5 tuần sau chúng ta học sang VHS buổi 1. Có nghĩa là chúng ta sẽ học hôm nay thứ 3 này. Thứ 5 tuần này JavaScript buổi 2 này, thứ 6 tuần này JavaScript buổi 3 này và thứ 3 tuần sau JavaScript buổi 4. Ok chưa? Đấy, là sang thứ 5 tuần sau là chúng ta học đến React.js vào React.js luôn. Hôm đó chúng ta sẽ học với ES6, chúng ta cài đặt React.js bản mới nhất. Dạ. Sao ấy? Đúng rồi, thứ 3 tuần sau cũng học. Ngoài ra bạn nào mà học Node.js hoặc là học song song luôn thêm cả lớp Node.js thì như tôi đã nói lúc đầu, lớp Node.js chúng ta sẽ học lịch đó là vào 7 giờ tối thứ bảy tuần này và 5 giờ chiều chủ nhật tuần này. Được chưa? Đó là lịch cố định tuần nào cũng thế, 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Các bạn ơi xong chưa? Đây chỉ là một cái ví dụ easy thôi, cố gắng làm nhanh mỗi tôi một cái. Xong chưa ạ? Xong chưa? Dạ. Viết mình sẽ học khoảng 2 tháng rưỡi. Anh học Red Z bình thường thôi ạ. Có lịch PHP thì bộ phận giáo vụ sẽ báo lại giống như vừa rồi, lại báo liên tục trước một tuần liên tục để mọi người biết. Cứ chuẩn bị mà sang giai đoạn mới tầm khoảng một tuần đấy, đến 10 ngày là lại báo liên tục rồi. Không phải lo đâu, để mọi người thứ nhất là sắp xếp công việc ai để biết đấy. Nếu như mà theo dự kiến thì PHP, bạn nào học PHP thì phải cuối tháng 4 ạ. Cuối tháng 4. Các bạn ơi, xong, em xong chưa? Nào, bây giờ thực ra đây là một cái ví dụ đơn giản để tôi cho các bạn ôn tập lại cái phần gọi là các hộp thoại cũng như là biến được mà, có gì đâu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp tục này. Ở trong cái cách lúc nãy mà tôi khai báo biến đúng không ạ? Lúc nãy tôi có khai báo là cái biến gì bạn? Đây. Ở trong toán học các bạn ạ, thì các bạn biết rồi, trong toán học thì chúng ta có các cái kiểu số đúng không? Các bạn cho tôi biết là có những kiểu số gì không ạ? Đầu tiên là gì nhỉ? Số tự nhiên đúng không? Số nguyên nhỉ? Số thực đúng không? Rồi. Số hữu tỉ này, số vô tỉ này, đúng không? Số phức này, các kiểu đúng không nhỉ? Đấy, thì ở trong lập trình ấy nó cũng có các cái kiểu như thế, nhưng mà nó rộng hơn kiểu số, cho nên nó gọi là kiểu dữ liệu, bởi vì nó không chỉ là số mà nó còn các cái kiểu khác nữa, được chưa nhỉ? Cho nên gọi là kiểu dữ liệu nha. Nào các bạn để ý, chúng ta sẽ có các kiểu dữ liệu sau này. Đây, kiểu đầu tiên ạ, đó là kiểu nguyên, chính là các cái số nguyên ở trong số học các bạn. Được chưa? Và nó gọi là kiểu integer. Khi nó đến kiểu integer có nghĩa là chúng ta đang nói đến kiểu số nguyên. Ok chưa? Biến A lưu trữ giá trị 10 chính là số nguyên.
Kiểu thứ hai đó là kiểu số thực, nó gọi là kiểu float. Khi nói đến kiểu dữ liệu float có nghĩa là chúng ta đang nói đến các kiểu dữ liệu dạng số, số thực, lưu trữ giá trị là dạng số thực. Được chưa? Một sáng kiến kháng nhé, tôi nghĩ số thực chỉ có mỗi 3,14. Kiểu chuỗi nó gọi là string, nó phát biểu như này: bất cứ ký tự nào nằm trong cặp dấu nháy đơn hoặc cái kép thì đó đều được coi là một chuỗi. Ok chưa? Bạn đã hiểu đấy, chúng ta in ra, xin chào các bạn, in ra BR, in ra H chưa? Đó là chúng ta in ra một gì các bạn? Một chuỗi. Ok chưa? Đây có là một chuỗi không ạ? Người ta gọi đây là chuỗi gì các bạn? Chuỗi rộng. Ok chưa? Nào, các bạn đã hiểu chuỗi chưa? Rất là đơn giản. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ làm việc với ba cái kiểu dữ liệu này, nhưng ngoài ra nó còn một số kiểu dữ liệu khác, đó là kiểu boolean, kiểu mạng, kiểu đối tượng. Đấy, thì chúng ta sẽ lần lượt học ở trong những buổi tiếp theo. Trong đó kiểu boolean thì chúng ta sẽ được tôi giới thiệu sơ sơ một chút bây giờ, có khả năng chúng ta hiểu được một chút của nó. Tôi cho bạn xem cái định nghĩa của nó. Kiểu logic hay còn gọi là boolean, đây là cái kiểu dữ liệu mà sử dụng để chúng ta kiểm tra trạng thái trả về của biểu thức nào đó. Nếu biểu thức đó đúng thì nó sẽ trả về là true, nếu biểu thức đó sai nó sẽ trả về là false. Bạn hiểu không ạ? Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau nói về một biểu thức. Các bạn có hiểu biểu thức là gì không ạ? Chắc chắn có nhiều bạn khi không hiểu, không nhớ biểu thức là gì rồi đúng không? Ok, tôi sẽ lấy ví dụ cái biểu thức cho bạn xem. Mười lớn hơn năm, đây được coi là một biểu thức. Được chưa? Cái này chúng ta chưa học, nhưng mà toán học thì học chưa? Toán học thì học rồi đúng không? Lập trình thì chưa đúng không? Ừ, ok, trong lập trình nó cũng viết như thế này thôi. Đây là gì các bạn nhỉ? Dấu gì? Dấu gì ạ? À, dấu lớn hơn đúng không nhỉ? Ok, dấu lớn hơn, nhưng mà trong lập trình người ta không gọi là dấu lớn hơn mà người ta gọi là toán tử lớn hơn. Lát nữa chúng ta sẽ học, nhưng mà tôi viết thì chắc là bạn biết được đúng không? Nào, thế thì các bạn biết được thì các bạn cũng biết được là cái biểu thức này là đúng hay sai ạ? Đúng hay sai? À, đúng đúng không? Ok. Hiểu không ạ? Đấy. Toán tử logic là kết quả trả về của một cái trạng thái, kết quả trả về trạng thái của biểu thức nào đó mà khi chúng ta kiểm tra xem biểu thức đó đúng hay sai. Được chưa? Nếu đúng nó sẽ trả về là true, nếu sai nó sẽ trả về là false. Thì chúng ta nhận diện dựa vào true false chúng ta biết được là đúng hay sai chứ mà. Được chưa nhỉ? Còn nếu chẳng hạn như mà chúng ta lại gì nhỉ, 10 mà lại bé hơn 5 thì biểu thức này là sao các bạn? Sai. Và lúc này thằng BT nhận giá trị là gì? Là false. Các bạn đã hiểu cái toán tử logic chưa? Đấy, buổi sau chúng ta học biểu thức điều kiện và ngược lại thì chúng ta sẽ sử dụng thằng này liên tục trong toàn bộ buổi học đó. Được không ạ? Ok, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Đây là cái thằng kiểu dữ liệu boolean các bạn nhá, boolean. Buổi sau mới học. Nhưng hôm nay tôi lấy ví dụ đơn giản như này để các bạn có thể mực tượng được nhá. Rồi. Như vậy là kết thúc cái phần kiểu dữ liệu ở đây rồi, có dễ không ạ? Bình thường mà, có gì đâu nhỉ? Bình thường không có gì cả. Chúng ta sẽ đến phần tiếp theo.
toán tử. Đầu tiên chúng ta hãy nói về toán tử gán. Toán tử gán bao gồm một ký tự đơn bằng. Nó sẽ lấy giá trị của toán hạng bên phải để gán cho toán hạng bên trái. Chúng ta làm từ đầu đến giờ rồi còn gì nữa, đúng không ạ? Đây, đây là toán tử gì các bạn? Toán tử gán. Lấy giá trị của toán hạng bên phải để gán cho toán hạng bên trái. Được chưa? Toán tử gán. Rồi. Toán tử nối. Toán tử nối bao gồm một ký tự đơn cộng, nó được sử dụng để nối các kiểu dữ liệu lại với nhau. Ok, nào, bây giờ tôi sẽ cho bạn xem ví dụ như sau. Tôi in ra kết quả, đúng không? Kết quả bằng 100. Đây ạ, in ra, tôi đang in ra một cái gì đấy các bạn? Một cái chuỗi, đúng nhỉ? Kết quả bằng 100. Ok không ạ? Tôi hỏi các bạn này, có bao giờ một cái ứng dụng mà người ta in ra kết quả 100 không ạ? Không bao giờ. Cái thằng này là cái thằng mà chắc là chúng ta sẽ phải tính toán lòi mắt mới ra được, đúng không các bạn? Có đồng ý điều này không ạ? Cái kết quả chúng ta phải tính toán chứ làm sao chúng ta biết được cái kết quả chỗ này. Thế cho nên cái thằng này là cái thằng mà chắc chắn chúng ta sẽ phải tính toán, tính lên tính xuống mới ra được. Và khi ra được rồi thì có khả năng cao chúng ta sẽ xuất cùng với câu thông báo, đúng không ạ? Ví dụ đi, tôi tính ra được đây. Đồng ý với tôi điều nào không ạ? Trong thực tế thì cũng không thể nào mà có 100 thằng KQ được đâu. Thằng này cũng phải tính chán mới ra được, đúng không? Thôi chúng ta bỏ cái bước đi, chúng ta coi ok, tính được là 100 đi. Đồng ý tôi điều này không ạ? Và bây giờ chúng ta cần phải in được cái gì các bạn? Kết quả bằng cái gì? Bằng cái thằng này đấy. Ô, tôi cho thằng khác đi cho nó dễ phát hiện nha. Ok không ạ? Phải in ra được cái kết quả bằng và cái đây này. Thế thì bây giờ các bạn mà đưa KQ vào đây, hỏi bạn nó ra cái gì ạ? Kết quả bằng cả quy, bởi người ta đã bắt hiểu rồi, bất cứ ký tự nào nằm trong cặp dấu đen đơn hoặc dấu kép thì nó đều hiểu là một chuỗi, cho vào thì coi như là xong luôn, đúng chưa? Thế thì không mà cho không cho vào được thì làm sao ạ? Thì cho ra, đúng không ạ? Không vào thì ra, đúng không? Ok chưa? Và chúng ta in thử lỗi. Và bạn lưu ý, chúng ta muốn in ra kết quả lẫn lộn chuỗi và biến thì các bạn phải nối nó lại với nhau thành một chuỗi thì các bạn mới in được. Đã hiểu toán tử nối chưa? Đấy. Toán tử nối giúp các bạn nối tất cả kiểu dữ liệu với nhau thành một gì các bạn? Một chuỗi để nó in toàn bộ cái chuỗi đó ra. Ok chưa? Đấy, các bạn có thể là chép vào nếu thích. Đây là toán tử rất quan trọng các bạn nha, bởi vì bạn thừa hiểu được là chúng ta sẽ xuất ra kết quả nhưng mà phải kèm với những lời thông báo, đúng không? Chứ chẳng ai chúng ta làm cái bài toán để toàn cái kết quả ra, đúng không? Nó phải kèm những lời thông báo trước đó hoặc là cả cái lời mà kết luận sau đó nữa, đúng không? Và nhất là làm web, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải gì? Nhúng kết quả vào giao diện, đúng không? Giao diện chính là các cái chuỗi HTML đó các bạn. Đây là công việc mà chúng ta sẽ phải làm hàng ngày. Không chỉ là lời thông báo đâu. Dạ. Sao nó không chuyển sang chuỗi nhỉ? Mà nó cộng trực tiếp tên nó cũng hiểu luôn à? Sao ạ? Cái chỗ mà số mà chuyển sang chữ và cộng như thế nó cũng hiểu luôn à? Nó không phải chuyển sang chuỗi với chuỗi cộng với nhau mà nó cộng số với chuỗi nó cộng được luôn à? À vâng, nó biến thành một chuỗi mà anh. Nó biến thành một chuỗi mà. Có nghĩa là gì ạ? Nó sẽ nối gì ạ? À, nó nối kết quả của ta lại thành một chuỗi ạ. Đấy. Không. Cái này là cộng, này là nối ạ. Nối kết quả với cái tách này, cái chuỗi này thôi ạ. Chứ không phải là tính toán đâu ạ. Đây là toán tử nối ạ. Đúng rồi, nhưng mà nối. Như ở các cái ngôn ngữ khác ấy, là ví dụ như kia là số nhá, 888 là số. Không, đúng rồi ạ. À anh ơi, đây là ngôn ngữ bậc cao ạ. Ngôn ngữ bậc cao nó sẽ kế thừa lại toàn bộ tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải khai báo trước đó. Ở trong ngôn ngữ bậc cao thì chúng ta không cần phải làm lại các điều đó nữa. Vâng. Những ai mà đã từng học về Java, học về C ấy, thì có vẻ như sang cái ngôn ngữ lập trình JavaScript hay là ngôn ngữ lập trình PHP thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì hai cái thằng này là có vẻ như là nó làm sao các bạn nhỉ? Nó dễ dãi quá. Đấy, nó dễ dãi quá. Bởi vì nếu như mà đúng, nếu như các ngôn ngữ kia thì thứ nhất là các bạn phải khai báo kiểu dữ liệu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta lại phải ép kiểu là cái thứ hai, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta sang những ngôn ngữ lập trình bậc cao như thế này ấy, thì nó cao mà nó phải giản đơn giản bớt đi chứ các bạn, nó phải đơn giản bớt đi.
Đấy, nó sẽ loại bỏ bớt những cái bước đó đi ạ. Cho nên nếu ai chưa từng học qua lập trình, học mấy thằng này ấy, rất là dễ, đúng không ạ? Nhưng mà ai từng học qua cái ngôn ngữ kia rồi ấy, thì bắt đầu học sang cái này thì cảm thấy là hơi bị kiểu kiểu gì đó, nó hơi khó chịu, đúng không ạ? Đấy, nó hơi khó chịu một tí. Và cảm thấy rằng là mấy thằng này nó hơi dễ dãi, đúng không? Và đối với những ai mà mới bắt đầu học lập trình thì cho nên là tôi bảo là nếu mà mới bắt đầu học thì vào mấy thằng này học nó sẽ rất là dễ, dễ hơn mấy thằng kia rất là nhiều. Cái này là cái lõi xử lý của nó là nó đã xử lý như thế này luôn rồi đấy ạ. Quy tắc của nó là như thế này luôn rồi. Chúng ta không cần phải làm các cái bước giống như là ngôn ngữ lập trình bậc thấp kia đâu ạ. Các bạn xong chưa? Ok rồi à? Đấy là toán tử đây, toán tử nối nhé các bạn nhé. Đấy. Đơn giản là sẽ nối cái kết quả mà nó nối cái chuỗi của chúng ta với cái kết quả mà ở trên chúng ta có được thôi. Rồi, toán tử số học. Ồ, toán tử số học thì có cái gì đâu nhỉ? Cộng trừ nhân chia thôi các bạn ơi, chẳng có gì cả. Cộng là toán tử cộng, đúng không? Là phép toán cộng. Toán tử trừ là phép toán trừ. À, toán tử sao là phép toán nhân, thay vì là x thì bây giờ là sao nhé. À, toán tử xuyền nó chính là cái phép chia đấy, được chưa? À, ta test từng cái một nha. À, tôi sẽ có một cái biến là ft1 bằng 10, tôi sẽ có một cái biến là ft2 bằng 4, tôi sẽ có một cái biến là kq là bằng ft1 mà cộng với là ft2, và sau đó là tôi sẽ in ra kết quả của thằng kq. Đấy. Nào, bây giờ tôi sẽ phân tích. Đầu tiên khai báo cái biến ft1 lưu trữ giá trị là 10. Sau đó khai báo cái biến ft2 lưu trữ giá trị là 4. Tiếp đến là chúng ta khai báo cái biến kq lưu trữ giá trị chính là kết quả của việc mà chúng ta lấy giá trị của ft1 và đem cộng với ft2 là thành 10, 13. Và chúng ta in ra giá trị kq là 13. Được chưa? Đấy, toán tử số học là đơn giản là vậy thôi, toán tử cộng là như thế. À quên, xin lỗi các bạn, 14, sorry. Hơi ngáo. Ok chưa? 14. 10 cộng 4 13, siêu. Được chưa? Trừ ạ. Cũng tương tự như vậy thôi nhỉ. Yeah. Chúng ta sẽ có là 10 trừ 4 bằng 6, đúng không? Nhân ạ. Sao nhé? 40 đúng không? Chia ạ. Là xuyệt nhá. Nó chia hết các bạn ơi. Nó chia hết đúng không? 10 chia 4 đó là bằng 2, 2,5 nhỉ. Ok chưa? Đấy. Cuối cùng, một cái toán tử mà trong toán học nó không có phần trăm. Toán tử phần trăm là cái phép toán mà chia lấy dư. Nó lấy phần nó lấy số nọ nó chia số kia, được phần nguyên và phần dư. Nó lấy phần dư. Các bạn hiểu không ạ? Đấy. Nó không chia hết, nó lấy phần dư. Ví dụ 10% cho 4 thì được mấy dư mấy các bạn? Được 2 dư. Dư 2. Đúng không ạ? Được 2 dư 2 đúng không? 10 chia 4 thì bằng các bạn bằng 2. Dư 2 và nó sẽ lấy phần dư là bằng 2. Đúng không? Thế bây giờ nhá. ST2 mà phần trăm cho ST1 bằng mấy? Nhanh. Bằng mấy? Bằng 0 đúng không? Ừ. Vãi trưởng luôn. 14 mà chia cho 10 được mấy dư mấy? Được 0 dư 4 đúng không ạ? Ôi thì chết rồi. Hảo, câu này nên đưa vào chương trình thi đại học các bạn ạ. Sao lại bằng không được? Căng thế nhỉ? Ủa? Còn tranh luận nữa luôn hả? ST2 phần trăm cho ST1 có nghĩa là chúng ta lấy 4 mà phần trăm cho 10 đúng không? 4 phần trăm cho 10 thì được mấy dư mấy? Được 0 dư 4 đúng không ạ? Ừ. Thì là kết quả bao nhiêu? Là bằng 4, nó lấy phần dư mà. Ok à? Tôi cứ nghĩ cái này đơn giản, nó không hóa ra lại là một bài toán sao à? Ok chưa? Đấy, các bạn cứ dùng máy tính cho lắm mà không cộng trừ nhân chia là các bạn quên hết rồi. Kiểu 10 cộng 4 là ra 13. Được chưa các bạn?
Thế nhá, đây là toán tử số học, ok chưa? Dễ mà, đúng không? Hôm nay không có gì khó cả các bạn, hôm nay vừa dễ mà lát nữa bài tập nó còn vừa vui nữa. Toán tử so sánh, đó là các phép so sánh trong toán học thôi. Lớn hơn bằng, bé hơn, bé nặng bằng, khác, được chưa? Không có gì khác cả, nó vẫn thế. Bằng bằng này, bằng là hai dấu bằng nhé các bạn nhé. Nếu bạn muốn so sánh bằng thì bạn dùng hai dấu bằng. Còn một dấu bằng là gì các bạn? Là gán. Gán là gì? Là chắc chắn tôi bằng bằng cái giá trị đó. Còn so sánh bằng là gì các bạn? So sánh bằng nó sẽ trả về toán tử gì ạ? Một lần đúng không ạ? Có thể bằng là chụp, còn không bằng thì sẽ là không, đúng không? Như vậy toán tử so sánh sẽ trả về gì các bạn nhỉ? Sẽ trả về một lần nữa các bạn nhỉ? Đấy, đúng hoặc là sai phải không ạ? Ok. Khác đấy ạ, dấu chấm than sau đó là bằng. Lớn hơn, lớn được bằng. Bé hơn, bé được bằng. Ok chưa? Đấy, các bạn biết cái này, bé hơn sau đó là dấu bằng bên cạnh. Thế thôi. Hôm nay chưa có dùng cái toán tử này đâu. Buổi sau chúng ta dùng triệt để toán tử này luôn các bạn nhé. Buổi sau chúng ta học biểu thức điều kiện vòng lặp mà chỉ có xài toán tử này không thôi á. Toán tử logic và hoặc phủ định. Ví dụ chẳng hạn như là gì nhỉ? À, chúng ta sẽ có là A lớn hơn 0 và A nhỏ hơn 5. Như vậy là A trong cái khoảng từ mấy đấy các bạn? 0 và 5 đúng không nhỉ? Đấy, 0 và 5. Kiểu kiểu thế. Trong cái khoảng. Tôi nói là trong khoảng chứ không nói là trong đoạn. Chắc các bạn còn nhớ khoảng và đoạn rồi. Đoạn là lấy cả hai điểm đầu bút đúng không? Chắc là quên hết rồi đúng không? Nó khoảng nghĩa là bỏ hai điểm bút, nghĩa là bỏ không và bỏ nào đúng không? Các bạn quên hết cả toán học đơn thuần đúng không? Chả sao cả. Chúng ta dùng thì chúng ta mới nhớ, còn nếu mà chúng ta không dùng thì chúng ta chả cần nhớ để làm gì cả đúng không? Kiểu vậy. Đâu cần đâu. Có những người cả đời chả dùng toán làm gì. Vì cả đời chỉ làm thơ thôi các bạn. Đúng không? Đâu cần làm toán. Ca sĩ chẳng hạn đâu cần làm toán làm gì. Tính toán thì có trợ lý rồi. Cần hát hay thôi, thế là được rồi. Ví dụ như thế, có nghĩa là chúng ta cần dùng cái gì, tôi nói vui thế thôi nhưng mà nó đúng các bạn. Có nghĩa là chúng ta dùng cái gì hàng ngày thì chúng ta nhớ cái đó. Còn nếu không dùng thì chúng ta không có nghĩa vụ chúng ta phải nhớ. Và đương nhiên có những cái phải nhớ. Ý tôi là kiểu dạng là nó kiểu những cái mà không quá quan trọng các bạn thì chúng ta không nhất thiết phải nhớ. Học lập trình cũng thế, chúng ta học tư duy thôi các bạn. Nếu không tôi không bắt các bạn phải nhớ JavaScript, tôi không các bạn phải nhớ PHP. Chúng ta đang học tiếng ta nhớ, nhưng mà nếu mà chúng ta không học nữa, chúng ta đi làm, chúng ta nếu không học tới, chúng ta có quyền quên. Chúng ta chỉ nhớ giải thuật thôi, cách tư duy thôi, giải thuật, bắt buộc chúng ta phải nhớ hết. Bởi vì nếu mà nhớ thì các bạn mà làm cái khác tương tự thì nó sẽ bị lẫn lộn các bạn, bị lẫn lộn, có cái nguy hiểm hơn. Phủ định, đây là dấu xuyệt đó bạn, hai dấu sổ thẳng nhé, hai dấu sổ thẳng xin các bạn mở xuyệt, hai dấu sổ thẳng. Hai dấu sổ thẳng. Còn phủ định là dấu chấm than. Ví dụ như là A lớn hơn 0, sau đó các bạn phủ định nó lên cái. Thì lúc này chúng ta sẽ là A bé hơn 0 đúng không? Tập là A bé hơn 0. Rồi ạ. Đây cái phần này là phần quan trọng nhất ngày hôm nay này, phần này mới vui các bạn này, phần này hay lắm. Có bài tập nói chung là nó hay lắm. Toán tử kết hợp. Bài tập hay, hay nha, nó hay là hay. Bài tập này hay lắm các bạn ạ. Toán tử kết hợp. À. Đây, nó có mấy cái toán tử đây. Cộng cộng trừ trừ cộng bằng trừ bằng nhân bằng chia bằng. Đấy, bây giờ tôi sẽ nói với các bạn một từng cái một nhá. Cộng cộng là tăng một đơn vị. Chỉ tăng một thôi. Trừ trừ là giảm một đơn vị. Ok, chúng ta sẽ tìm một hai thằng này trước. Tăng và giảm được chưa? Ví dụ này. Ví dụ tôi có là A bằng 10. Sau đó tôi có là A cộng cộng. Rồi bây giờ tôi sẽ in ra A. Thì A cộng cộng ấy, nó tương đương cách viết này các bạn này. A cộng thêm một đơn vị được bao nhiêu gán đè lại cho A. Ban đầu thì A bằng mấy? 10. Nhưng mà A cộng cộng rồi thì A bằng bây giờ bằng mấy? 11. Thế thì có còn A bằng 10 nữa không? Không còn nữa nhé, không còn tồn tại A bằng 10 nữa nhé. Như vậy các bạn đã hiểu biến chưa? Biến là đại lượng mà giá trị của nó sẽ thay đổi trong quá trình tính toán chứ không phải là không thay đổi. Được chưa? Đấy. A cũng tương đương với A tăng lên một đơn vị được bao nhiêu đè lên thằng A. Vậy mất 10 rồi. Từ giờ thì là 11 rồi đấy. Được chưa? Ok. Đó. Tương tự như vậy nếu như mà là A
trừ trừ thì tương đương với a trừ đi một đơn đơn vị, được chưa? Ok không? Đó. Tiếp tục. Cộng bằng trừ bằng nhân bằng chia bằng. A cộng bằng B tương đương với A cộng thêm lượng B nữa được bao nhiêu, gán đè lại cho thằng thằng A. A trừ bằng B tương đương với A trừ đi B còn bao nhiêu, gán đè lại cho thằng thằng A. Và tương tự như vậy, A nhân bằng B tương đương với A bằng A nhân B, đúng không? A chia bằng B tương đương với A bằng A chia đi B. Các bạn hiểu chỗ này không? Ok, tôi sẽ lấy ví dụ chỗ này một chút nhé. A bằng 10. Sau đó chúng ta sẽ có là A cộng bằng 5. Như vậy A bao nhiêu? In ra A thì kết quả bao nhiêu? 15 đúng không? Rồi ok, 15, chính xác. A trừ bằng 5 thì là bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 5, đúng rồi. A nhân bằng 5 thì sao các bạn? 50. A chia bằng 5 thì sao? Đúng rồi, ok, chính xác. Các bạn ở trên Meet cũng như các bạn trực tiếp, các bạn có hiểu không ạ? Các bạn đang thắc mắc gì ở đây không? Các bạn ở trên Meet ơi, nếu bạn hiểu, bạn gõ 1 giúp tôi được không ạ? Úi dồi ôi, bạn tôi biết khuê, bạn tranh thủ bạn cười tôi luôn này. 14, sau đó là cười ngay này. Trời. Ok, ok các bạn. Nào nào, nếu như ok rồi thì bây giờ chúng ta học một chút cái chỗ này nữa thôi là chúng ta làm bài tập. Ủa, bài tập này hay lắm các bạn ạ. Bài tập này tôi bảo đảm là hay. Vừa hay vừa vui luôn nha. Vui lắm, có nhiều cái để nói lắm. Nào, bạn tập trung giúp tôi này. Mấy cái này thì easy nha. Bây giờ tôi quay trở lại cái thằng này các bạn ạ. Tôi quay trở lại các bạn này. Tôi quay trở lại cái cộng cộng và trừ trừ. Và tôi gọi chung đây là toán tử tăng và giảm, tăng giảm nhé. Được không ạ? Nào, lát nữa bài tập có hai cái bẫy, bẫy nhá, có hai cái bẫy, hai cái bẫy đó nó rơi đúng vào cái thằng này, được chưa? Đấy, tôi nói luôn, bài tập có hai cái bẫy đầy luôn, tôi đầy luôn, và bây giờ tôi giảng hai cái bẫy đó luôn. Lát nữa liệu liệu mà vượt qua được hai cái bẫy, được chưa? Và tôi nói rằng là tôi dạy mấy trăm khóa học rồi, chưa có một cái khóa nào mà vượt qua hết bẫy kiểu gì các bạn dính. Nói thế để bạn cẩn thận đấy. Được chưa? Đấy, vẫn có bạn dính. Cho nên cố gắng lớp này thử xem là lớp đầu tiên mà không dính bẫy cho tôi xem nào. Va A bằng 10. Ok chưa? Va B. Ok chưa? Ok chưa? B bằng A cộng cộng. Ok chưa? Document write ra B. Đó là đầu tiên khai báo A bằng 10. Sau đó là khai báo B. Chưa có sai đó. Rồi bắt đầu là chúng ta mới gán B bằng A cộng cộng. Rồi chúng ta in ra B. Nào, kết quả bao nhiêu? 11 đúng không? 10 ạ. Có 10, có 11. 10 ạ. 10. 10. Nào. B bằng cộng cộng A 11 ạ. Bằng bao nhiêu? Lần này chắc sống chết trả lời 11 đúng không? Ok, 11. Nào, bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn hai cái bẫy nha. Lát nữa nó đấy. Tôi vẫn nhấn mạnh lại là nó đấy. Nào, tôi gọi chung là toán tử tăng giảm, bởi vì tăng hay giảm thì cái cách thức nhìn nhận nó đều như thế này cả nhé. Nếu như toán tử tăng giảm mà nằm sau toán hạng, nằm sau toán hạng, các bạn cho tôi biết là tôi đang nói đến dòng bao nhiêu đấy ạ? Hay mấy ạ? Toán tử tăng giảm nằm sau toán hạng ạ, dòng bao nhiêu ạ? 26. Đây ạ, toán tử tăng giảm đấy ạ, nằm sau toán hạng A đấy ạ. Ok chưa? Nếu như toán tử tăng giảm mà nằm sau toán hạng, được không ạ? Thì các bạn phải thực hiện phép gán trước, rồi các bạn mới thực hiện toán tử sau. Nào, các bạn hiểu chỗ này không ạ? Thế thì ở trong trường hợp này, các bạn có A bằng 10. Nó lập tức lấy 10 làm sao bạn? Nó gán ngay cho B.
Ok chưa? Sau khi nó gán 10 cho B thì bắt đầu nó mới làm sao bạn? Tăng nó lên một giá trị. Như vậy sau dấu chấm phẩy B bằng 10, A bằng 11. Các bạn có hiểu không ạ? Ok chưa? Nếu toán thử tăng giảm nằm trước toán hạ, thấy chưa? Thì các bạn phải thực thi toán thử ngay lập tức, rồi sau đó mới thực thi phép gán xong. Lúc này chúng ta có A lập tức tăng thành 10, 11 và sau đó nó gán 11 cho B. Các lớp hiểu không ạ? Hiểu không? Các bạn ở trên Meet ơi, các bạn có hiểu không ạ? Nếu bạn hiểu, bạn có một cho tôi được không? Bởi vì chúng ta chuẩn bị làm bài tập rồi ạ. Nào nào các bạn ơi, lớp chúng ta mười mấy người liền mà sao có 4-5 người trả lời thôi thế này? Chịu khó tương tác với tôi một chút nào. Bởi vì chúng ta xong rồi ạ, xong lý thuyết rồi ạ, bây giờ làm bài tập đấy ạ. Ok, cảm ơn các lớp rất là nhiều. Nào, bài tập. Ủa, bài tập này đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Đây, bài tập đây, bài tập đây, bài tập đây. Bài tập đây các bạn ạ. Đây, bài tập đây. Nào. Nghe nào, không là không hiểu gì này. Tìm dãy chữ cái T, U, V, X, Y, Z. Biết mỗi chữ cái là kết quả của các phép toán dưới đây. Nó khai báo A bằng 5, B, C, B bằng 2. Nó in ra A. Và kết quả này nó gọi là T. A cộng cộng, sau đó nó in ra A. Kết quả này nó gọi là U. Phải không các bạn? T bằng bao nhiêu? T bằng mấy cả lớp? Thì đúng rồi, ban đầu A bằng 5, in ra A chỉ bằng 5 à. Như vậy công việc các bạn đơn giản thôi, là các bạn đọc cho tôi kết quả của các cái phép in ra này chứ có cái gì đâu, đúng không các bạn nhỉ? 5, 9, 2, 1, 7, 6 ấy, kiểu thế. Các bạn đã hiểu bài này chưa? Đọc cho tôi kết quả của các cái phép in ra này một cách liên tục là ra cái chuỗi tiêu vị Z. Lớp hiểu không? Hiểu không ạ? Ừ, thế thôi. Bài này các bạn không được gõ cốt vào. Các bạn phải nhìn lên trên này và các bạn mở tài liệu ra, các bạn nhìn vào đó, các bạn tính nhẩm. Có thể là ghi tạm cái giá trị từng cái kết quả một ra giấy hoặc là ra đâu đó. Sau khi mà ra được hoàn chỉnh 6 cái chữ cái, các bạn đọc cho tôi 6 chữ cái đó tuần tự. Đã hiểu chưa? Ok. Và bây giờ tôi sẽ ghi tên từng người một và từng người một phải đọc kết quả. Bởi vì bắt đầu tôi sẽ đánh giá năng lực của các bạn trước khi các bạn bước vào quá trình học chuyên ngành, để bắt đầu tôi sắp xếp lại chỗ ngồi. Bài này sẽ quyết định được xem là năng lực học lập trình của các bạn ngày hôm nay nhanh hay chậm, đúng hay sai như thế nào đấy. Suy nghĩ mà tính toán đi, hiểu làm gì mà cứ trông cằm thế, nhanh. Còn ngồi mà nhìn cái gì nữa. Bạn nào xong đọc luôn kết quả cho tôi nha. Đấy. Đọc luôn á? Ghê vậy, đọc thôi. Đọc nào, đọc đi. 5, 6, 6. 5, 6, 6, 4, 10, 5. Ok, tên là gì nhỉ? Okay. Các bạn Linh đã đọc được kết quả trước rồi này. Các bạn ở sau đọc thôi. Đọc tên nhỉ, tên là gì nhỉ? Kết quả gì em?
giống nhau à? Kéo mà chết chùm nha. Các bạn đã xong được kết quả nhé các bạn ơi. Bắt buộc tất cả các bạn trong lớp phải đọc. Bạn nào cũng phải đọc ạ. Em... Ok, Khánh Linh nhỉ? 566 415 ạ. À, giống nhau thế. Giống nhau là không ổn đâu nha. Xem lại đi các bạn, xem lại đi, xem lại đi. Xem lại hết đi. Xem lại thứ nhất cẩn thận đi. D bằng 2 ạ. À, anh cho em tên đấy ạ. 5 6 5 6 6 3 5 6 5 6 6 3. Các bạn chỉ được một lần duy nhất sửa kết quả nha. Mỗi người được một lần duy nhất sửa kết quả. Các bạn còn 7 phút nữa. Còn 7 phút nữa. Gì hiếu nhỉ? Để xíu. Rồi. Ủa, giống anh Tuyển à? 5656. Có giả vờ tính toán xong rồi chép vào đây. Vẫn nhắc lại rằng là các bạn có cơ hội sửa đáp án lại một lần. Và các bạn hãy xem lại đi ạ, tính toán lại đi giúp tôi ạ. Bởi vì đến lúc này là có hai đáp án khác nhau rồi. Mà có hai đáp án khác nhau là khả năng là sẽ có người sai. Mà có khả năng lại có kể cả hai nhóm sai luôn. Đó là chuyện bình thường đúng không ạ? Đấy, chắc chắn là có nhóm sai rồi. Mà còn đen nữa là cả hai nhóm cùng sai đấy. À, nào, làm độc lập, hay... Tại sao lại trao đổi nhỉ? Không trao đổi các bạn ơi, không trao đổi. Mình trao đổi cái sai của mình cho bạn ạ. À? Vớ vẩn. Để cho bạn làm đúng như thế nào. Đừng có gọi là truyền đạt cái sai của mình cho người khác. Chúng ta phải độc lập làm việc. Đừng nghe ai cả. Bởi vì chúng ta bây giờ đi học mà. Phải tự chứ. Đó các bạn. Còn 6 phút nữa. Các bạn nào xong đọc kết quả tôi nha. À các bạn ơi, các bạn trên Meet thì có thể các bạn gõ kết quả trên này cũng được. Thế tôi sẽ chép ở trên này. Ok, rồi, ok. À ok. Em tiếp thi nhỉ? À nhìn nào. Các bạn mở cái tài liệu ra đi ạ, các bạn mở tài liệu ra cho nó tiện. Tôi phải đi dò các bạn trên này đã. Phạm Quỳnh, 566415. Trời ơi. Đỗ Duy Linh, 565 565615. Năm sáu năm sáu mười năm. Bạn Phạm Hải, 566515. Năm sáu sáu năm mười năm. Bạn Nguyễn Xuân là bạn nào vậy? À Nguyễn Văn Xuân, ok. 5665 của 565 à 565484 Nguyễn Văn Xuân.
5, 6, 5, 4, 8, 4. Nguyễn Đức Quý 5, 6, 6, 4, 10, 5. Đấy, đây là toàn bộ 10 bạn. Rồi, ok, tên nào? Nguyễn. Gì nhỉ? Tả. Chính như tài chính CH à? Ok em, 566515. Ok, tên gì nhỉ? Bùi Văn Minh, đúng không? 565. Ok, 565615. Ok, tên gì nhỉ? Nguyễn Quang Hiếu. Ok Hiếu ơi. Ok. Bắt đầu là kết quả đọc nhiều rồi đấy. 566415. Rồi, tên gì nhỉ? Không đọc cái mặt linh nha. Bao nhiêu? Ê, trao đổi xong đọc cùng nhau ấy, mất vui. 566415. Tiếp tục ạ. Tên gì nhỉ? Ok. Nào, các bạn nào đọc không ạ? Mới có một nửa lớp thôi. Còn 2 phút nữa. Rớt sửa một lần. Đinh Ngọc Hiếu. 566615. Ok. Gì nhỉ? Tên này. Gì hài nhỉ? Bao nhiêu em? 565492. Ờ, đã khác anh Tuyển ạ. Tiếp tục ạ. Tiếp tục các bạn ơi. Mới có nửa lớp thôi. Mới có nửa lớp thôi. Các bạn được sửa kết quả một lần. Được sửa kết quả một lần. Ok, gì tên gì nhỉ? Đỗ Trung Thành à? Năm sáu sáu năm chín bốn. Ok. Tên gì nhỉ? Năm sáu năm sáu mười năm. Ok. Tên gì nhỉ? CH à? TR Trưng Thế Hiền. Họ hay quá nhỉ. 566. Ok. 566594. À, tôi sẽ ghé qua các bạn để chiếm biết một chút xíu ạ. Đây, lúc đấy là có Nguyễn Văn Xuân rồi, Nguyễn Đức Quý. Không biết là Nguyễn Đức Quý đọc chưa? Các anh sửa ạ. Vâng, anh sửa danh điệu một chút xíu ạ. Anh sửa danh điệu em một chút xíu để em vào danh sách này một chút ạ. Nguyễn Đức Quý rồi, bây giờ Nguyễn Văn Phong năm sau. Văn Phong. Các bạn đợi chút xíu tôi lên cho các bạn xin biết với các bạn ấy trước ạ. Nguyễn Văn Phong ạ. 566415. Tôi lên cho bạn trên mít trước đã. Anh Hạnh 566415.
bạn Phạm Đức. Anh Trần Hồng Quân. Vâng ạ, mời anh tuyển sửa đúng không ạ? Vâng ạ, của anh là bao nhiêu anh? 5, 6, 5, 6, 10 năm ạ. Sao? Có sẽ lại vẫn giống Đinh Ngọc Hiếu này, sao cặp bài trùng này cứ đi với nhau? Sao có thể nó giống nhau được cả đáp án 1 và đáp án 2 nhỉ? Cùng rửa ấy. Anh Tiến lại có hay là có chép bài của ông Văn Hiếu này. Ừ, cái gì em nhỉ? Đào Đức Thị. Ok em. Bao nhiêu nhỉ? Ok. 5 6 5 4 9 4.5. Tôi nói trước ấy, làm chỗ này mà 9 ấy thì nó phải là 4.5. Chứ bạn nào mà 94 là cẩn thận nhá. Tôi không biết. Sửa từ từ. Bạn đó thì bạn đọc quả này ra thì tôi mới nói thôi. Thế mà quả 94 là ăn cốc vào đầu ấy. Nào, tiếp tục. À, sửa sửa thì từ từ. Có bạn nào đọc mới không ạ? Trần Trường Giang. Trường Trường Giang. Ok. Chín bốn đến chín bốn nào. 5 6 5 4 9 4.5 đúng không? Ok. Ok, em gì nhỉ? Hải Lê là cũng là 5 6 5 4 9 4.5. Xác nhận chưa? Tự tính hay là lại chép bài? Chắc tự tính nhá. Ok, đang mới mới sửa à, đổi à, sửa sửa thì chúng ta sẽ đi xuống dưới nha. Nào em tên gì nhỉ, sửa đã nào nhỉ? Em Đỗ Xuân Thành đâu nhỉ? 17 à? Ok, sửa lại thì 45 rồi gì rồi. 5 6 6 5 9 4.5 đúng không? Rồi, ok, nào sửa tiếp. Rồi, em làm cái gì nhỉ? 19 5 6 6 à, rồi ok. Trương Thế Hiền. Sửa. À, là giống luôn à? 5 à, 5 6 5 chứ không phải 5 6 6 nha các bạn ơi. Có 5 6 5 5 6 6 đấy. Không đùa đâu. 5 6 5. Rồi. Đâu nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? 11. Có cả 566 và 565 nha. 565 49. Rồi ok. Đấy, các bạn đang sửa không? Các bạn đang đọc mới không? Nếu không thì tôi lại tiếp tục tôi đọc mới à? Ok. À, tên gì em nhỉ? Đào Đức Khánh đúng không? Đào Đức Khánh. Bao nhiêu Khánh nhỉ? 565 4 9 4.5 đúng không? Ok. 5 6 5 4 9 4.5. Đấy đấy, bắt đầu đáp án này bắt đầu nhiều lên đấy. Có bạn nào sửa hay đọc mới không ạ? Mới à? Đào hay Đàm nhỉ? Đàm Quang Huy. À, 4 10 năm. Tôi sẽ lang thang lên trên này một chút. Tô Bích Khuê 566482. Các bạn phải đọc nha. Thầy ơi, em sửa thầy ơi. Vâng, đợi đợi một chút ạ, để đọc các bạn mới đã. 566482 đấy, bạn thấy không? Kết quả nó nhiều bạn khác nhau lắm thì các bạn phải đủ hiểu rồi, đúng không? Phạm Hải 566415. Không, sửa một lần thôi. Phạm Hải
chưa gì đã biết là em sai á. Phạm Hải 5 6 6 4 10 năm à? Tôi sẽ lưu danh sách để lại. Các bạn được sửa một lần. Để tôi một chút. Đỗ Duy Linh, à, Đỗ Duy Linh, à, Đỗ Duy Linh sửa à? 5 6 6 5 12 là Đỗ Duy Linh sửa à? Vâng ạ, sửa thầy ạ. Số bao nhiêu ấy nhỉ? À đây số 7 đây. 566 mấy nhỉ? Đỗ Duy Linh nhỉ? 512 đúng không? 566 512. 6. Đúng ạ, đúng ạ. Phạm Nguyệt là sửa à? Ôi trời, Phạm Nguyệt bán gõ bla bla vào đây à? Hay là cái gì đây mà tự nhiên là đóng luôn con 6 đầu tiên này? Chơi có con 6 đầu tiên này thì là báo tử luôn rồi. Bạn Phạm Nguyệt ơi, tại sao là quả 6 này? Quả 6 này là gõ nhầm à? 6, 4, 5, 3, 1, 2, 4 như kiểu gõ tạch thế nhỉ? Đâu, đây đâu phải đọc bài nhỉ? Sao lại 6, 4, 5, 1, 3, 2, 4 à? Chúng ta có A bằng 5 này. Thế sau đó là mình in ra A là ra T này. Như vậy cái T của chúng ta chắc chắn là phải bằng 5 mà. Kết quả này là không ổn thôi. Tôi biết khuê sửa này. Cái gì đây? Sửa gì mà sửa thành lắm đây này? Viết thiếu chữ thầy ạ. À rồi, 566549 5566594.5. Ok. Tôi biết khuê sửa bài. Bao nhiêu nhỉ? Đây. 5 6 5 4 9 4.5. Ok. 566 mà thầy. 566 5 9 566 5 9. Ok, 566 5 9 4.5 ạ. Vâng, vâng. Nào các bạn nào muốn sửa nữa không ạ? Sửa à? Số bao nhiêu nhỉ? Đào Đức Khánh nhá. Ok, các bạn nào sửa nữa không ạ? Các bạn chỉ sửa một lần nữa nhá, nói trước. Bạn nào sửa một lần rồi thì thôi, đừng sửa nữa. Các bạn chấp nhận thôi, chấp nhận sai. Các bạn nào muốn sửa nữa không ạ? Ok. Trường Giang bao nhiêu? Tiếp. Cho xem lại đề bài. Năm sáu năm bốn chín bốn trăm năm. Nào tôi sẽ già qua bên mít một chút. Tôi biết khuê 5 6 6 5. Tôi thấy như sửa rồi mà đúng không? Thầy ơi, số 30 là em ở số trên. Ủa? Thầy ơi, số 30 là em ở số trên là sao nhỉ? Không hiểu lắm. Số 30. Là sao nhỉ? Hải Phạm. Tôi biết quê. Đây tôi biết quê mà. À, là em ở số trên đó. Có nghĩa là bây giờ bạn Phạm Hải bạn sửa đúng không? Hay như nào đây Phạm Hải ơi? Sửa à? Tôi biết
Thầy ơi, số 30 là em sửa ở trên. À, được rồi, có nghĩa là bạn tôi biết quê không sửa, bạn sửa đúng không? Phải không ạ? Đúng không bạn? Bạn tôi biết quê. Có, em sửa mà thầy. Ờ, thế thì bạn Hải Phạm văn báo gì? À, cũng giống ấy. Úi xồi ôi, thì gõ ra luôn đi, còn là em sửa ở trên, chả hiểu luôn. Là như này luôn đúng không ạ? Ờ, ok. Ê, tôi Nguyễn Long Hà nhỉ? Bao nhiêu em? 5 6 5 4 9 4.5. Ok. Bao nhiêu số bao nhiêu nhỉ? 12 5 6 6 5 10 5 đúng không em? Ok. Tôi sẽ giả soát lại trên này một chút. Ờ, ok em. Rồi, đỗ duy linh 566512 sẽ rồi bạn đúng không? Ok, cho các bạn 2 phút nữa trước khi chúng ta sẽ chính thức đóng lại. Những bạn nào chưa đọc thì thuộc dạng yếu nhất lớp, yếu không thể yếu hơn. Nếu đến giờ này các bạn còn chưa đọc kết quả, các bạn thấy không ạ? Chúng ta có quá nhiều kết quả khác nhau các bạn ơi, chúng ta có quá nhiều kết quả khác nhau ạ. Và do đó thì làm sao ạ? Đương nhiên là sẽ có rất nhiều người bị sai các bạn. Rất nhiều người bị sai. Đương nhiên sẽ có kết quả đúng. Sẽ có kết quả đúng. Ok. Đâu đâu bạn nào nhỉ? Ờ, Đào Đức Thị. Làm sao mà biết được ai đúng rồi anh sai đúng không? Đã biết là đúng hay sai đâu. Đào Đức Thịnh sửa thành gì em? Căng nhờ em sửa mà bây giờ đã bắt đầu. Năm sáu sáu bốn chín bốn năm. Ok, các bạn còn một phút nữa để các bạn rà soát lại toàn bộ kết quả của mình, sau đó thì tôi sẽ bắt đầu chữa. Em sửa lần nào chưa? Một lần thì thôi, còn lâu. Hớp vẩn lem nhem lom rong. Sửa một lần rồi còn lân la để sửa lần nữa. Ai chơi thế cho lần là tốt lắm rồi đấy. Các bạn đi làm sau này ta ít có cơ hội mà sửa lắm, đúng không? Chúng ta phải cố gắng cẩn thận ngay trong bước đầu tiên, có thể chậm một tí nhưng mà nó phải đúng. Chúng ta phải sửa là dở rồi, đúng không? Có những người quyết tâm không sửa, có thể là biết mình sai. Không được bổ sung, bổ sung cái sửa. Bổ sung cái sửa. Không được, được đã nói ngay từ ban đầu rồi, quy định từ ban đầu rồi, không em được. Em sửa lại lần cuối nhá. Đã bắt đầu sửa nhỉ, bắt đầu nhỉ. Quân sửa lại lần cuối. À, anh Trần Hồng Quân ạ. À. Anh Trần Hồng Quân là 566594.5 ạ. Ủa, Trần Hồng Quân là bao nhiêu nhỉ? À đây 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 đây. Đây, anh Trần Đồng Quân 566 bao nhiêu nhỉ? 594.5. Đấy, có vẻ như là mọi con mắt đổ dồn vào kết quả này ấy. 594.5. Đấy, 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 đấy. Quanh quẩn 566.59 với 566.49 các kiểu kiểu. Có bạn nào ý kiến không? 566.59 đúng không ạ? Ủa? Thế ơi, em sửa đáp án đi ạ. Ai nhỉ? Ai sửa nhỉ? Nguyệt ạ. Nguyệt ạ, đây ạ.
Ơ, đấy như là em nhìn dòng, em nhìn dòng. Đây à, đây à, rồi rồi, lúc đấy quả 6 đầu tiên đúng không? 5, 6, 5, 4, 10, 3, 2. 5, 6, 5, 4, 10, 3, 2. Đúng nhỉ? Phạm đâu nhỉ? Ở bạn Nguyệt ở đâu? Phạm Nguyệt đâu nhỉ? Thầy khen con em rồi ạ, thầy chưa biết. Ủa, bạn Nguyệt là số bao nhiêu các bạn nhỉ? Tôi chẳng thầy, thầy chưa biết ạ. À, chưa biết à? Bây giờ mới đọc à? Đó, ok. Số số 30 à? 5, 6, 5, 4, 13, 2. Các bạn ơi, xong rồi. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta xem là ai đúng ai sai này. Ai ạ? Đọc không? Bao nhiêu? Tên là gì nhỉ? Sơn. Gì Sơn em nhỉ? Hồng Sơn à? Nào, bao nhiêu? 566. 594.5. Ok. Nào các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ chép đề bài và tôi sẽ chạy. Các bạn nào đọc giúp tôi được không ạ? Và A bằng mấy ạ? 5. Các bạn đọc giúp tôi được không? Và B, và C, và D bằng 2, đúng không ạ? Thằng này là ra cái gì các bạn nhỉ? T đúng không? Ok, T. U ạ. Rồi, sao nữa? B bằng A trừ trừ ạ. B. Đúng không ạ? À, B, B, sorry, sorry. B, B. Rồi ạ, tiếp theo là gì cả? Rồi ạ. Dạ. C chia bằng D rồi sao nữa? À, C luôn rồi à? Bạn ơi, đúng không ạ? A bằng 5 ạ, B ạ, C ạ, D bằng 2 ạ, in ra A này, A cộng cộng, in ra A này, B bằng A trừ trừ này, in ra B này, C bằng trừ trừ A này, in ra C ạ, C cộng bằng 10 thì trừ bằng A, in ra C ạ, C chia bằng D, in ra C ạ, đúng không ạ? Chạy thôi, chạy nhá, enter này, enter này. Ok, nào, tiếp theo các bạn, đáp án nào? 5, 6, 4, 10, 5. 4, 1, 4, 7 là của ai vậy? 5, 6, 5, 4, 7. 4, 1, 4, 7 là của ai vậy? Làm gì có trong này đâu nhỉ? Ủa, 4, 1, 4, 7 là của ai vậy? Làm gì có đâu? À, vừa tính nhỉ? Các bạn thấy là đáp án của chúng ta có rất nhiều đáp án là cái đuôi là 94.5 ấy, là vượt trội luôn đấy đúng không ạ? 10 năm thì không bằng các bạn kia đâu, 10 năm thì không bằng các bạn 94.4 đâu. Chạy nhá. À, từ từ, trước khi chạy tôi nói cái này này. Tôi nói cái này. Các bạn nhìn này. In ra C này, đúng không ạ? C chia bằng D. Có nghĩa là C bằng C chia D. C bằng C chia 2. Sau đó in ra C. Như vậy là cái thằng Z này làm sao bạn? Bằng 1 phần 2 thằng Y đúng không ạ? Như các bạn nào mà thằng Z không bằng 1 phần 2 thằng Y thì các bạn biết rồi đấy. Đúng không? Bảo 12 này là tôi không chấp nhận được. Đỗ Duy Linh. Đúng không ạ? Nói chung nó không cần làm cũng biết được đây là kết quả sai này đúng không các bạn nhỉ? Đấy, 10 thì phải 15.
không? 9 thì phải là 4.5, đúng không ạ? Chứ mà 12 là không đúng rồi. Ok chưa? Đó, thì đó là những cái mà tôi thấy là nhìn cái là chúng ta thấy là sai rồi. Nào thôi, em tới nha. Ok. Ok, không được à? Nó bị lag các bạn ạ. Nó bị lag. Ông thật mà, nó bị lag. Để tôi phải mở file ra. Nó bị lag các bạn. 5 sao sao 4, 7 năm. Sai tầm khoảng là hơn một nửa nữa. Hai hơn một nửa nữa. Đấy các bạn thấy không ạ? Nó dễ mà, nó có khó đâu. Nhưng mà sai hơn một nửa nữa. Trong đó nha, là chia buồn với anh, gọi là anh Trần Hồng Quân. Đâu rồi? Tôi phát hiện ra được, tôi buồn cười luôn. 5, 6, 6, 4, 10 năm lại nhảy sang bên này. Mình thích quả này là mình vui rồi. Tại sao đúng rồi lại sửa ngay? Ok. Tao đúng hợp lý. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích lại toàn bộ xem là chúng ta xài bước nào nhé các bạn ơi. A bằng 5. In ra A thì khỏi cần phải nói nhiều, chúng ta cũng biết là A, T bằng A bằng 5 rồi đúng không? Ok chưa? A cộng cộng. Thế thì A đang bằng 5 mà cộng cộng thì thành 6 thôi chứ còn gì nữa. Đúng chưa? Chắc chắn chẳng có gì đây cả, nó làm gì có phép toán gán hay gì đâu. Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có U bằng tiếp A bằng 6. Các bạn nhớ nha, đến thời điểm này là A bằng 6 chứ còn cái 5 ban đầu nữa đâu. Được chưa? Bởi vì biến nó thay đổi mà. B bằng A trừ trừ, đây, bắt đầu cái chết nó bắt đầu ở chỗ này, đây. Có thấy là trừ nằm sau không? Cho nên lập tức B bằng A ngay. Đúng không ạ? Bằng mấy? Bằng 6. Rồi sau đó thằng A nó mới trừ nó đi một đơn vị còn 5. Nó phải trừ, chẳng qua nó trừ sau gán. Đúng không ạ? Các bạn hiểu chỗ này chưa? Đấy, nó gán lập tức 6 cho B. Rồi sau đó bản thân nó phải trừ đi một đơn vị. Đấy, và chúng ta có V bằng B bằng 6 chứ không phải bằng 5. Đúng không ạ? Đấy, cái chết nó diễn ra ở đấy và có khả năng lại tiếp tục diễn ra ở đây nữa. Đúng không ạ? C bằng trừ trừ A, toán tử tăng giảm nằm trước toán hạng. Chúng ta phải trừ nó ngay lập tức về mấy? 4. Đúng không ạ? Rồi sau đó gán nó cho C. Đúng không ạ? Và chúng ta có X bằng C bằng 4. Đến đây thì là bài toán cộng trừ nhân chia thuần túy rồi, đúng không ạ? Có sai thì nghĩ sai thì này, bạn nào mà xuống này sai nữa thì thôi, nó chỉ có cầu thả thôi, được chưa? C cộng bằng 10 tương đương với C bằng C cộng 10 tương đương với C bằng C trên là 4, mà cộng với 10 là bằng 10, 14. C trừ bằng A tương đương với C bằng C trừ A tương đương với C bằng 14 ở trên, mà trừ đi A bằng 4 tít ở trên kia thì còn 10. Y bằng C bằng 10. C chia bằng D tương đương với C bằng C chia D tương đương với C bằng C ở trên là bằng 10 mà chia cho D ở tít ở trên cùng khai báo kia là 2 và là bằng 5. Ta có Z bằng C bằng 5. 5, 6, 6, 4, 10, 5. Các lớp hiểu chưa? Chỗ này á hả? Đây á? Sao đoạn này á? Ôi trời ơi, chia buồn nhá. Đoạn này mà còn sai đã về đến đích rồi mà còn ngã. Các lớp hiểu chưa? Ok. Danh sách này tôi sẽ lưu lại và tôi sẽ để ý tới những bạn sai và những bạn nào mà kiểu dạng như thế này ạ. Thay đổi có nghĩa là các bạn phải cẩn thận hơn trong quá trình của bạn tính toán. Bởi vì những bạn nào mà thay đổi như này có nghĩa là các bạn tính sai một lần nữa sửa lại và phải thay đổi. Còn anh gì ấy nhỉ? Anh làm gì anh phát nữa? Trần Hồng Quân là anh phải nên tự tin vào bản thân, đúng không ạ? Sao lại dao động tâm lý này? Ok, còn đây là những bạn khá nhất lớp: Nguyễn Trọng Linh, Nguyễn Mạnh Hưng và bạn Trần Khánh Linh. Đây là ba bạn mà nhanh nhất lớp, đúng, và tốc độ cũng rất nhanh. Ok, chắc cả lớp cho các ba bạn một tràng pháo tay giúp tôi ạ. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở danh sách này tôi sẽ lưu lại và tôi sẽ để ý những bạn này để hôm sau bắt đầu là chúng ta sẽ chia lại lớp, chia lại chỗ ngồi, cũng như là những bạn mà bị sai thì các bạn về thì có xem lại không. Buổi hôm sau là buổi vào thứ 5 tuần này đúng không các bạn? Nội dung của chúng ta là biểu thức của điều kiện bằng lặp.
đây là buổi học mà nó sẽ quyết định xem liệu rằng các bạn học được lập trình hay không. Các bạn cố gắng đi học đầy đủ đúng giờ và buổi học đó cố gắng nỗ lực 100%. Hôm đó là bắt đầu những kiến thức mà sẽ là giải thuật đến nơi rồi đấy, cho nên là các bạn phải tập trung nhé. Ok, và hôm nay thì nó chỉ mang cái chất là vui vẻ thôi. Thứ năm tuần này đấy, nó sẽ quyết định được là các bạn học được lập trình hay không nhé, được chưa nhỉ? Đấy, tôi nói thật, các bạn không học được là các bạn không học được đâu. Còn buổi này thì nó vui vẻ là chính thôi, được chưa? Chủ yếu đánh sổ số là chính. Thế thì các bạn chỉ có về nhà các bạn xem lại chỗ nào mà sai thì xem lại bài này nhé. Còn bây giờ chúng ta có thể nghỉ được rồi. Để gặp lại các bạn thứ năm tuần này. Sao ạ? Ok các bạn ơi, chúng ta có thể nghỉ được rồi ạ. Thứ năm tuần này chúng ta lại tiếp tục. Vâng ạ, chào anh Hạnh ạ. Chào các lớp nhé, hẹn gặp lại các bạn trong tuần này. Ok, chào các bạn.